đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 2961 càng bôi càng đen. Vài ngày sau, bên trong tộc địa cảnh tộc, Lăng Ngọc Linh cùng với những trưởng lão của Ngự Tiên Cung đang nói chuyện với nhau cùng với cảnh thiên nguyên và những trưởng lão của cảnh tộc. Vĩnh sinh chi địa biến mất đồng nghĩa với việc cảnh tộc không cần phải sống ẩn nữa, có thể đường đường chính chính lộ ra với chư thế gian. Mà Lăng Ngọc Linh lại có ý định muốn sát nhập cảnh tộc vào Ngự Tiên Cung, trở thành nhất mạch với Ngự Tiên Cung. Mọi người đang bàn về chuyện đó đối với vấn đề này. Cảnh thiên nguyên không trực tiếp đồng ý, sau khi do dự suy nghĩ một lúc thì thẳng thừng từ chối. Cố công tử có ân rất lớn với cảnh tộc ta, lúc đó khi ở trong phong ma tháp, ta đã đồng ý với hắn rằng sau khi giúp cảnh gia ta thoát khỏi đó liền coi mình như thiên lôi của cố công tử, sai đâu đánh đó. Mặc dù tiểu thư trước đó cũng có ân tình với lão nô, nhưng mà, trên mặt cảnh thiên nguyên lộ ra vài phần ngượng nghịu, lắc đầu nói, nhưng hắn cũng không nói hết câu có vẻ lời sau hơi khó mở miệng lăng ngọc linh dường như không ngờ hắn ta sẽ nói như vậy nhưng vì có khăn che mặt nên không nhìn ra được bất kỳ dao động cảm xúc nào còn lăng ngọc tiên bên cạnh có hơi sửng sốt một chút nếu đã như vậy thì bọn ta cũng không muốn ép buộc cảnh lão chỉ là hy nguyên văn minh sau này sợ là sẽ có một đại nạn kéo đến mặc dù nội tình cảnh tộc không yếu nhưng ngay lúc này tốt nhất nên gia nhập với ngự tiên cung thì hơn. Theo suy nghĩ của nàng thì cảnh thiên nguyên tuân theo sự giao phó lúc trước của tỷ tỷ, trong coi vĩnh sinh chi địa qua nhiều thế hệ, đã là tận tình tận nghĩa. Huống chi lần này tỷ tỷ nàng có thể thoát vậy khỏi nơi hắc ám đó cũng do có sự giúp đỡ của cảnh thiên nguyên. Các nàng làm sao có thể không biết xấu hổ mà ép buộc hắn làm gì chứ? từ khi tỷ tỷ nàng bị vĩnh sinh chi linh tính kế đến khi bị nhốt trong không gian hắc ám kia thì đã qua vô số năm. Nhưng cho tới bây giờ, cảnh lão vẫn rất tận trách tuân theo ước định trước đó, hơn nữa còn tự mình đúc phong ma tháp và cấm chế bản thân, niêm phong những hậu bối bị khí tức hắc ám nhuộm màu ăn mòn, còn để những thế hệ sau phụ trách trông coi tổ huấn vĩnh sinh chi địa. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để Lăng Ngọc Tiên khâm phục vô cùng. Cảnh lão cũng đã tận tình tận nghĩa, không để các nàng thua thiệt bất cứ thứ gì. Nếu thật sự tính thì lần này tỷ tỷ nàng có thể thoát vây, còn phải cảm tạ sự giúp đỡ của Cảnh lão. Lời này của Ngọc Tiên tiểu thư, thật ra lão nô cũng biết, chỉ là dù sao cũng đã đồng ý với chuyện của Cố công tử rồi nên không thể nào thoái thác được, đúng không? Nếu không Ngọc Tiên tiểu thư tìm Cố công tử nói thử, lão nô thấy các ngươi có quan hệ khá tốt. Hơn nữa bây giờ cố công tử cũng xem như là đệ tử của ngự tiên cung trên mặt cảnh thiện nguyên lộ ra nụ cười khổ sau đó thử hỏi lăng ngọc tiên nghe vậy thì có hơi do dự sau đó dường như nghĩ đến gì đó mà lắc đầu liếc mắt nhìn hắn rồi nói quan hệ giữa hắn và ta thật ra cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu trước kia cũng chỉ là từng có ước định mà thôi nếu ngươi đã đồng ý với hắn thì bọn ta cũng không cưỡng ép ngươi nếu cảnh tộc có gặp bất cứ rắc rối gì thì cứ việc báo cho ngự tiên cung chúng ta vốn cùng một mạch không cần khách khí với nhau thật ra nàng đã biết được chuyện lời nguyền trên người cảnh hạng đã được hóa giải từ trong lời cha mẹ cảnh hạng khi đó sau khi cảnh hạng ngoài ý muốn xâm nhập vào phong ma tháp cũng dựa vào cố trường ca giúp đỡ mới có thể bình yên nhìn thấy cảnh thiên nguyên hơn nữa hóa giải lời nguyền trên người hắn ta ngay từ đầu do nàng có thành kiến quá sâu với cố trường ca nên mới luôn cảm thấy không an tâm với lòng tốt của hắn. Nhưng sau mọi chuyện đều đã chứng minh cố trường ca không rắp tâm hiểm ác. Lòng mang quỷ thai như nàng suy nghĩ. Mấy ngày qua Lăng Ngọc Tiên cũng đã nghĩ về việc muốn một mình đi tìm cố trường ca, giải thích với hắn với những chuyện kia cũng như chân thành xin lỗi hắn. Dù sao tỷ tỷ nàng có thể bình an đứng trước mặt nàng cũng nhờ một phần rất lớn vào cố trường ca chẳng qua mấy ngày nay cố Trường Ca luôn lấy lý do cơ thể không khỏe để từ chối một mình nghỉ ngơi trong sân không muốn gặp bất kỳ ai hôm trước Lan Ngọc Tiên cũng có đến bái phỏng lúc ở ngoài cửa sân còn bất ngờ gặp mặt Cảnh Tiêu kết quả hai người đều rất xấu hổ sau đó không hẹn mà cùng nhau xoay người rời đi Cảnh Tiêu dường như cũng có không ít lời muốn nói với cố Trường Ca nhưng ngày hôm sau lại không nhìn thấy mặt Lăng Ngọc Tiên vốn dĩ không thèm để ý đến chuyện kiểu này. Nhưng không biết vì sao khi nghĩ đến rất nhiều tin đồn trước kia nghe được trong Ngự Tiên cung, như là cung chủ Lăng Thu thường muốn hợp nhất nàng và Cố Trường Ca hay đại loại thế. Trong khoảng thời gian này nàng có rất nhiều hành động, quả thật đem những tin đồn đó càng bôi càng đen. Chỉ sợ lúc này đi tìm cảnh tiêu giải thích cũng không được gì. Chương 2962. Không thể nói ra những lời này của Ngọc Tiên Tiểu Thư, lão nô đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, bây giờ Hy Nguyên Văn Minh đang thời buổi rối loạn, nếu ngự tiên cung gặp chuyện khó khăn thì xin Ngọc Tiên Tiểu Thư các ngươi cứ báo trước cho lão nô. Mặc dù lão nô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn thời toàn thịnh, nhưng ít nhiều cũng giúp được chút gì đó. Trên mặt cảnh thiên nguyên lộ ra vẻ kính trọng, sau đó chấp tay rồi mang theo các trưởng lão cảnh tộc rời khỏi đây. Chẳng bao lâu, Nơi này chỉ còn lại hai tỷ muội Lăng Ngọc Tiên và Lăng Ngọc Linh. Vừa rồi lúc bắt đầu, Lăng Ngọc Linh vẫn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau khi Cảnh Thiên Nguyên hoàn toàn rời đi, dường như nàng mới định thần lại, nhìn Lăng Ngọc Tiên rồi nhẹ giọng nói, "Ngươi hiểu biết bao nhiêu về vị Cố công tử kia?" Lăng Ngọc Tiên sửng sốt, không rõ vì sao tỷ tỷ mình đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút và nhớ lại trong đầu những chuyện về Cố Trường Ca sau đó bỗng phát hiện. Cố trường ca trong tâm trí nàng dường như luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Cho dù cố gắng nhớ lại thân ảnh và khuôn mặt của hắn nhưng đều trở nên mơ hồ, khó có thể nhìn rõ. Sau một hồi suy nghĩ, Lăng Ngọc Tiên vẫn nhẹ giọng nói, thật ra ta cũng không biết rõ về cố sư huynh, lần đầu biết hắn vẫn là bên trong nghị sự đại điện của ngự tiên cung. Do trưởng lão của tiên vân đạo tràng mang đến, nổi bật bất phàm, Siêu nhiên hậu thế, Vân Đạm Phong Kinh, lúc đó ta mới chú ý tới hắn. Còn về lai lịch thân phận gì đó của hắn, từ lúc đầu ta cũng không biết gì cả, nếu không phải lúc đó tỷ tỷ ngươi bỗng nhiên truyền cho ta ý niệm cảnh báo, có lẽ sau đó ta cũng không cảnh giác như thế với hắn. Bởi vì ta biết tỷ tỷ ngươi chính là một trong những người lúc trước cướp đoạt Vĩnh Sinh chi môn, ta lo lắng sau khi hắn biết được chuyện này sẽ phá hỏng chuyện Ngự Tiên cung đi cứu ngươi thoát vây nói tới đây lăng ngọc tiên càng hoang mang hơn lăng ngọc linh để nàng cảnh giác cố trường ca rốt cuộc là vì sao hay là nàng đã sớm biết thật ra cố trường ca chính là người đã từng sở hữu vĩnh sinh chi môn thấy lăng ngọc tiên lộ ra vẻ mặt hoang mang khi nói câu này lăng ngọc linh có hơi mất lực mà cười sau đó vẻ mặt nàng ta liền trở nên nghiêm trọng hơn nhìn ra ngoài lầu cát sau đó nhẹ nhàng vung tay lên một màn nước mờ ảo như sương mù đột nhiên lấy nàng làm trung tâm và lan tràn ra ngoài thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt lăng ngọc tiên cũng cẩn trọng hơn trên địa bàn cảnh tộc tỷ tỷ nàng cũng lo lắng sẽ bị người khác nghe trộm những gì hai tỷ muội nói sao rốt cuộc nàng ta đang lo lắng điều gì sau khi thoát vây khỏi vĩnh sinh chi địa liền có vẻ như có rất nhiều tâm sự có nhiều chuyện ta không dám nói gì nhiều với ngươi nhưng ngươi phải biết rằng Trước kia khi ta liên thủ với những người khác cướp đoạt vĩnh sinh chi môn thì nó chỉ là một vật vô chủ, không có cái gọi là người sở hữu. Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Ngọc Linh vang lên trong tâm trí Lăng Ngọc Tiên. Lăng Ngọc Tiên lập tức sợ hãi mà trừng to mắt, nhìn về phía tỷ tỷ mình. Nàng vẫn đứng đó như hoa thụ đôi tuyết, tươi mát hoàng mỹ, trên mặt là một nụ cười nhẹ, không nói lời nào. Âm thanh vừa rồi giống như là ảo giác của nàng vậy. Vậy điều này chẳng phải có nghĩa là cố sư huynh hắn thật ra không phải là người sở hữu của vĩnh sinh chi môn sao? Trong lòng Lăng Ngọc Tiên lẩm bẩm nói, không giấu khỏi sự bàn hoàng. Nếu đã như vậy, vì sao lúc ở trong không gian hắc ám kia, tỷ tỷ nàng lại không nói ra tất cả, cũng như không vạch trần cố trường ca? Nàng vẫn luôn nghĩ lầm cố trường ca chính là người sở hữu của vĩnh sinh chi môn, mà bản thân cố trường ca từ trước tới nay vẫn không phủ nhận chuyện gì lý do khiến tỷ tỷ nàng kiên kỵ và cảnh giác chẳng lẽ chính là điều này lai lịch của cố trường ca thậm chí còn khủng bố và kinh người hơn những gì nàng tưởng tượng lúc đó hắn nói là muốn thu hồi đồ vật thuộc về hắn hắn có thể hóa giải khu trừ khí tức hắc ám hơn nữa dễ dàng lấy đi vĩnh sinh chi môn vậy rốt cuộc thứ hắn muốn lấy lại là cái gì trong lòng lăng ngọc tiên lúc này cũng sinh ra cảm giác bất an và không hợp lý rất lớn còn lăng ngọc linh thì lại lần nữa mỉm cười nhưng không nói gì tiếp. Hôm nay nàng ta có thể mạo hiểm thẳng thắn nói với Lăng Ngọc Tiên những điều này, cũng là vì đã nhìn ra Lăng Ngọc Tiên dường như có chút hảo cảm không thể nói rõ đối với Cố Trường Ca. Đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Rất nhiều chuyện nàng ta không dám tiếp tục nói ra, bởi vì đến nàng ta cũng chỉ là suy đoán, không dám suy nghĩ kỹ hơn, bởi vì chuyện này quá mức khó tin, khiến người ta quá đổi kinh hãi và run sợ chuyện có thể làm hiện giờ chính là giả bộ như không hay biết gì hết, làm tốt việc cần làm, không được sơ suất làm lộ sơ hở. Nhưng Lăng Ngọc Tiên rất thông minh, ác hẳn sau khi nàng ta nói ra những chuyện này. Nàng sẽ hiểu tiếp theo nên làm thế nào. Chương 2963 Vĩnh sinh chi linh hoàn chỉnh Cố sư huynh rốt cuộc có lai lịch như thế nào? May là hắn không có ác ý với ngự tiên cung, bằng không chuyến đi tới vĩnh sinh chi địa lần này, kết quả không thể biết được. Lăng Ngọc Tiên nhíu chặt lông mày, sau đó cũng thở dài một hơi, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Bất luận cố trường ca có lai lịch như thế nào, ít nhất nhìn từ tình huống hiện tại, hắn không phải là kẻ địch. Chúng ta cũng nên quay trở về ngự tiên cung rồi. Lăng Ngọc Linh thu lại kết giới, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Sau đó nàng sẽ trở về ngự tiên cung bế qua một khoảng thời gian, để có thể khôi phục một phần trăm thực lực của thời hưng thịnh mới được xem là có tư cách trấn giữ ngự tiên cung, ngạo thị hy nguyên văn minh hiện nay. Rất nhiều trưởng lão của ngự tiên cung cũng ở lại cảnh tộc trong khoảng thời gian này, chỉ có một bộ phận túc lão dẫn theo những người khác trở về ngự tiên cung trước. Những chuyện xảy ra ở thịnh dương cổ vực trong khoảng thời gian này đã sớm kinh động đến thế lực các phương ở hy nguyên văn minh nàng đã có thể tưởng tượng ra tiếp theo đây ngự tiên cung sẽ phải đối mặt với mưa gió cùng phong như thế nào rất nhiều thế lực đều không thể ngồi yên được nữa họ sẽ phái người đi nghe ngóng tin tức dò la xem chuyện gì đã xảy ra hiện nay ngự tiên cung ngày càng suy vi từ miệng của mấy vị trưởng lão nàng biết được ngay cả yêu đình của vô tận yêu vực cũng không coi ngự tiên cung ra gì nếu như nàng không hiện thân để trấn giữ cục diện thì sợ rằng cục diện của ngự tiên cung sẽ càng khó khăn hơn chuyện trên dưới cảnh tộc tái xuất trên thế gian tiếp theo đây cũng sẽ thu hút sự chú ý của các phương cũng coi như là có thể thu hút sự chú ý giúp ngự tiên cung đương nhiên đây cũng không phải là chuyện mà lăng ngọc linh quan tâm và để ý nhất trong không gian hắc ám kia trước khi vĩnh sinh chi linh biến mất những chuyện mà nó nói nàng vẫn luôn ghi nhớ nàng cũng không tin vĩnh sinh chi linh lại nói dối nhưng hiện giờ vĩnh sinh chi môn đang nằm trong tay cố trường ca lăng ngọc linh chỉ có thể hy vọng là nàng đã quá lo nghĩ mà đoán sai bằng không sắp tới toàn bộ hy nguyên văn minh không đúng là toàn bộ thương mang giới đều sẽ không được yên ổn nữa mà cùng lúc ấy sau khi xin cáo lui với hai tỷ muội lăng ngọc tiên cảnh thiên nguyên bảo một đám trưởng lão lui xuống sau đó lại một mình đi tới sân trong nơi mà mấy ngày nay cố trường ca tìm tu trong sân trong mưa bụi lất phất giống như thời không hỗn loạn không chỉ thiên cơ hỗn loạn mà ngay cả quy tắc thiên địa cũng vỡ tan tành. Một cánh cửa cổ xưa như được đúc từ đồng thau đứng sừng sững trong sân trong. Phần rìa có hỗn độn khí và đại đạo phù văn lượng lờ. Tràn ngập khí tức thăng trầm cổ xưa. Một màn sương mù giống như hắc quan lập lòe bất định, chìm nổi trên cánh cửa này, có một loại ý tứ thâm thúy. Cố trường ca bình tĩnh ngồi trên ghế đá, tự rót rượu tự uống nhưng không lên tiếng sau khi cảnh thiên nguyên tới sân trong trước tiên là nhìn màn sương mù đang trôi nổi bất định trên vĩnh sinh chi môn rồi mới cung kính nhìn về phía cố trường ca chủ nhân ta đã nói theo lời người căn dặn rồi nhưng họ không có phản ứng gì lớn lão cung kính mở miệng nói không có phản ứng gì lớn mới đúng cố trường ca đặt chén rượu xuống vẻ mặt tùy ý không có thay đổi gì quá lớn chủ nhân tại sao người không trực tiếp bảo ta nuốt chửng bọn họ để bọn họ bị hắc ám gột rửa như vậy há chẳng phải càng bớt việc hơn sao tiếng cười khặt khặt đột nhiên truyền ra từ trong màn sương mù trên vĩnh sinh chi môn kia mang theo nụ cười độc ác và ác ý nồng đậm nó chính là vĩnh sinh chi linh hoàn chỉnh phần vĩnh sinh chi môn còn sót lại đã tranh đấu với lăng ngọc linh kia trong không gian hắc ám sau khi cảm nhận được cố trường ca đã đến thì đã nghe theo lời căn dặn của cố trường ca trốn về lại trong vĩnh sinh chi môn sau đó cố trường ca đích thân ra tay luyện hóa phong ấn trong vĩnh sinh chi môn thả toàn bộ bản thể của nó ra ngoài mấy ngày nay nó đều ẩn nấp ở nơi này vẫn phụ thuộc vào vĩnh sinh chi môn như trước cố trường ca liếc xéo nó một cái tùy ý nói chúng còn có tác dụng khác với ta bây giờ vẫn chưa tới thời cơ thích hợp nhất vĩnh sinh chi linh sau khi bị nhiễm khí tức hắc ám thì chính là tính cách này vì vậy hắn cũng không hề để tâm ngoài vĩnh sinh chi môn trong tay hắn hiện giờ còn hai món văn minh chí bảo khác nữa đó chính là thập hoang chi thư và hồng nguyện chi cầu chỉ là hai món văn minh chí bảo này đều không phải là văn minh chí bảo đời đầu mà là văn minh hậu thế mô phỏng theo bản vẽ sáu món văn minh chí bảo ban đầu từ vô số năm về trước mà đúc tạo ra cố trường ca có ý định luyện lại hồng nguyện chi cầu chỉ là rất nhiều nguyên liệu cần thiết hiện tại vẫn chưa thu thập đủ hắn đang đợi tin tức của lạc tương quân trong các di vật của Vĩnh Hằng Thủy Thần chắc chắn sẽ có nguyên liệu tương ứng. Chương 2964 Cảnh tộc xuất thế Hồng Nguyện Chi Cầu có tác dụng luyện hóa, thu thập số kiếp chư thiên, tính ngưỡng chi lực. Cố trường ca muốn ngưng luyện ra được bất hữu vật chất, tạo hóa vật chất còn phải dựa vào nó. Mà hắn cũng có ý luyện hóa Hồng Nguyện Chi Cầu thành văn minh trí bảo của đạo xương chân giới, tạo ra nhất phương giới trung đại giới, thế giới trong thế giới, trong đó, đem lãnh thổ thần quốc trong thượng giới cũng chính là tổng bộ của phạt thiên minh di chuyển và hợp nhất vào trong. Có hồng nguyện chi cầu ngưng luyện tạo hóa vật chất. Bất hữu vật chất, giới trung đại giới mà hắn sáng lập ra, sau này há lại không thể trở thành siêu thoát đại giới chân chính được hay sao? Sau khi hắn trở thành chúa tể duy nhất của bản giới, siêu thoát đại giới và bản giới hợp nhất, tất sẽ sinh ra vô số biến hóa khó tin, trở thành duy nhất của chư thế vạn cổ, trước và sau khi khái niệm năm tháng được sinh ra. Hơn nữa, được tạo hóa vật chất và bất hữu vật chất bồi dưỡng, những người bên cạnh hắn dĩ nhiên cũng có thể có được lợi ích vô tận. Dù sao thì tạo hóa vật chất và bất hữu vật chất mới là quy tắc phát triển diễn hóa chung của tất cả vật chất trên khắp thế gian. Chỉ cần có đủ tạo hóa vật chất và bất hữu vật chất, dù cho chư thế có bị phá hủy, vạn cổ hóa thành hư không, bản giới sụp đổ, tất cả quay trở về con số không, toàn bộ khái niệm vật chất và sinh mạng đều quay trở về hỗn độn hư vô, cố trường ca cũng có thể từ trong đó mà tạo ra diễn hóa tất cả một lần nữa. Chủ nhân, tiếp theo người có dự tính gì? Câu hỏi của cảnh thiên nguyên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cố trường ca. Hắn hoàng hồn lại, nhìn ra bên ngoài sân trong, tùy ý nói, ta có ý hạ thủ với tiên sở hạo thổ nhưng bên phía tử tiêu sơn đoán chừng cũng phải đi một chuyến. Có điều trước đó, ngươi để cảnh tộc tái xuất trên thế gian trước, khiến cho hy nguyên văn minh biết được sự tồn tại của cảnh tộc. Ta cần một con dao sắc bén thay ta đi làm một vài chuyện. Cố trường ca cũng không tiếp tục ở lại địa bàn của cảnh tộc, khi những người của ngự tiên cung rời khỏi, hắn cũng cùng rời đi. Hắn không vội vàng đi tìm Lăng Ngọc Linh để hỏi về chuyện lục hợp thiên nguyên, bởi vì hắn còn muốn giữ lại lăng ngọc linh để câu cá lớn. Cứ ngã bài như vậy thì hơi mất nhiều hơn được. Mà Cảnh Thiên Nguyên tuy rằng đã bị khí tức hắc ám tiêm nhiễm, nhưng Trừ Phi là người thân cận nhất, hiểu lão nhất, bằng không thì không thể nào phát hiện ra điều bất thường được. Trong khoảng thời gian này, lão cũng đang tiêu hóa, hấp thụ tất cả ký ức vốn thuộc về Cảnh Thiên Nguyên, căn cứ theo dạng dò của Cố Trường Ca mà cố gắng diễn cho tốt thân phận viễn tổ của Cảnh tộc sau khi lăng ngọc tiên và lăng ngọc linh rời khỏi lão liền lập tức chỉ huy trên dưới cảnh tộc bắt đầu tản cư khỏi tộc địa tái xuất trên thế gian tây ngôn châu của thịnh dương cổ vực cũng trở thành nơi dừng chân mới của cảnh tộc chuyện cảnh tộc tái xuất ở thịnh dương cổ vực tất nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực ở hy nguyên văn minh tai mắt của rất nhiều thế lực đều chú ý tới và vô cùng chấn động có người đến thăm dò muốn biết hư thực của cảnh tộc kết quả ngay lập tức đã bị khiếp sợ đành phải chán nản mà rời khỏi không nghi ngờ gì đây là một tộc người có thể sánh ngang với thế lực bất hủ đạo thống trường tồn bất diệt lai lịch sâu không lường được sự tái xuất của cảnh tộc hiện nay ngay tức khắc đã làm dậy lên cơn sóng kinh thiên ở hy nguyên văn minh rất nhiều tu hành giả đều đang hoài nghi suy đoán chuyện xảy ra ở thịnh dương cổ vực trong khoảng thời gian này liệu có liên quan đến cảnh tộc hay không đương nhiên các thế lực đến ngự tiên cung để chứng thực chuyện này thì đều nhận được các đáp án hoàn toàn không giống nhau cảnh tộc và ngự tiên cung cùng xuất phát từ một mạch như cây liền cành hiện giờ cảnh tộc xuất thế cũng là có ngự tiên cung ở đằng sau chống đỡ dù sao thì thịnh dương cổ vực cũng là địa bàn lãnh thổ của ngự tiên cung một tộc người cổ xưa lâu đời cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trên địa bàn của ngự tiên cung rất khó mà không khiến người ta nảy sinh một vài suy đoán liên tưởng rất nhiều thế lực cũng nhận được tin cội nguồn của ngự tiên cung và tổ thượng của cảnh tộc rất sâu thế lực hai bên có thể tiếp theo sẽ liên thủ với nhau cùng ứng phó với kiếp nạn lần này của hy nguyên văn minh mà tin tức viễn tổ của cảnh tộc vẫn còn tồn tại trên thế gian càng gây nên chấn động cực lớn nghe nói đó là tồn tại cùng một thời đại với tổ sư của ngự tiên cung cái gọi là hóa thạch sống trong mắt tồn tại như ông ta đến ngay cả một đứa trẻ cũng không được tính một tồn tại cổ xưa lâu đời như vậy mà lại vẫn còn sống, hiện giờ lại đang trấn giữ trong cảnh tộc. Sự chấn động mà tin tức này gây nên rung động đến nhường nào dĩ nhiên là không cần nói cũng hiểu. Trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều thế lực âm thầm đến cảnh tộc thăm hỏi, muốn cầu kiến tồn tại cổ xưa không gì sánh được này. Chỉ là tất cả các thế lực đều gặp trở ngại, không những không gặp được người thật mà ngay cả địa bàn cảnh tộc cũng không bước chân vào được. Mà hiện nay cùng với sự xuất thế của cảnh tộc, Ngự Tiên cung cũng chỉ dựa vào một hành động mà trở thành thế lực được quan tâm nhất ở Hy Nguyên Văn Minh, cho dù là Hy Nguyên Thánh Đường, Tử Tiêu Sơn, Tiên Sở Hạo Thổ. Ở trước mặt Ngự Tiên cung dường như cũng có chút lu mờ. Chương 2965 Bạch Y thiếu nữ. Ai cũng không biết được cảnh tộc đã hợp làm một mạch với Ngự Tiên cung từ bao giờ. Đương nhiên thế lực các phương ở hy nguyên văn minh đều còn chưa biết tin tổ sư của ngự tiên cung cũng đã xuất thế ngự tiên cung che giấu rất kỹ còn động thủ che đậy thiên cơ trừ phi là người đồng cấp có thể so sánh với lăng ngọc linh bằng không thì đừng mơ rình mò được chút dấu hiệu thiên cơ nào trong nháy mắt thời gian vài tháng đã trôi qua sau khi cố trường ca theo đám người lăng ngọc tiên quay trở về ngự tiên cung cũng không chạm mặt họ quá nhiều sau đó thì theo tiêm vân trưởng lão về tiêm vân đạo tràng tạm thời sống tại đó sự cảnh giác và phòng bị của tiêm vân trưởng lão đối với hắn rất sâu đậm nhưng thấy lần này tổ sư trở về không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào mà ngược lại còn nợ cố trường ca một ân tình rất lớn nên cũng dần dần yên lòng về phần tại sao cố trường ca lại muốn ở lại tiêm vân đạo tràng nàng cũng thức thời không hỏi nhiều cũng không quá quan tâm đến trong thời gian này một bạch y thiếu nữ có dung nhan cuốn hút xinh đẹp động lòng người đến tiêm vân đạo tràng chỉ rõ đòi gặp cố trường ca chuyện này còn khiến trên dưới tiêm vân đạo tràng chấn động một phen chỉ là thực lực của bạch y thiếu nữ này cũng không mạnh lắm tuổi tác có vẻ không lớn không ai biết cô ta với cố trường ca có quan hệ gì cô ta cũng là người duy nhất có thể tự do ra vào động phủ mà cố trường ca đang bế quan phải biết rằng khi tiêm vân trưởng lão muốn cầu kiến cố trường ca, đều chỉ có thể đứng chờ ở dưới chân núi, cho người đi thông báo trước. Rất nhiều nữ đệ tử đều nhao nhau suy đoán, cảm thấy bạch y thiếu nữ kia giống như là tỳ nữ hoặc là đệ tử mà cố trường ca đã thu nhận. Cố trường ca cũng chưa bao giờ ra mặt giải thích gì cả. Tất nhiên bạch y thiếu nữ kia chính là dịp tố y mà lúc trước hắn giữ lại bên mình. Khoảng thời gian này đến nay, dịp tố y đều lịch luyện ở bên ngoài, tự khiến bản thân trở nên cường đại, cũng là cố trường ca triệu nàng đến, bảo nàng đến nơi này tìm mình. Giữa dịp tố y và tử tiêu sơn suy cho cùng cũng có không ít nguồn gốc sâu xa. Cố trường ca dự định trong khoảng thời gian này đến tử tiêu sơn một chuyến, vừa hay tiện tay đưa nàng theo cùng, đến lúc đó cũng coi như có lý do thích hợp. Sự thay đổi trên người dịp tố y thực ra cũng không phải là lớn, chỉ là không còn yếu ớt như trước kia nữa thứ mà nàng tu hành dù sao cũng là mẫu quyết giá y tiên quyết, thuộc về phía có lợi, em họ của nàng, tử tố tố mới là người làm giá y, ngưng tụ đạo quả cho nàng. Có điều, những chuyện này cố trường ca đều không nói cho nàng biết. Điều mà hắn để tâm nhất vẫn là mệnh cách nghịch thiên cải mệnh của Diệp Tố Y, những thay đổi xảy ra trên người Diệp Tố Y trong khoảng thời gian này, hắn cũng có để tâm. Muốn từ đó để tra xét lai lịch thật sự của nàng chỉ là chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn không thể nhìn ra được gì dịp tố y trong tương lai sẽ còn dây dưa rất sâu với hắn cố trường ca giữ nàng lại bên cạnh cũng là muốn xem thử xem có thể thay đổi đoạn mệnh số đã định trước này hay không vài ngày sau cố trường ca dẫn theo dịp tố y rời khỏi tiêm vân đạo tràng mấy đạo thần niệm quét ngang qua nhưng đều không có ai dám quan tâm hắn đi tới nơi nào đi rồi thì tốt mặc dù hắn không có ác ý với ngự tiên cung nhưng tốt nhất vẫn là đừng bao giờ quay trở lại nữa trong tỉnh thất tiêm vân trưởng lão khẽ thở vào một hơi trong một địa giới mênh mông khác cảnh thiên nguyên đã sớm nhận được căn dặn luôn cung kính đợi ở đó cảm nhận thấy không gian hư vô trước mặt xuất hiện gần sống nét mặt lão lập tức càng trở nên cung kính hơn chủ nhân thời không trước mắt hắn trở nên mơ hồ cố trường ca dẫn theo dịp tố y hơi có chút hiếu kỳ từ bên trong đi ra ở bên ngoài gọi ta là công tử là được hắn tùy ý nói dạ thưa công tử cảnh thiên nguyên cung kính nói công tử vị tiền bối này là trông thấy ông lão lớn tuổi nho nhã trước mặt dịp tố y không khỏi hiếu kỳ hỏi hắn chính là viễn tổ cảnh tộc khiến hi nguyên văn minh xôn xao thời gian gần đây ngươi gọi hắn là cảnh lão là được khóe miệng của Cố Trường Ca hơi lộ ra ý cười đùa cợt. Viễn tổ của cảnh tộc. Diệp Tố Y lập tức trợn tròn hai mắt. Mặc dù nàng lịch luyện bên ngoài, các thế lực mà nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng dạo gần đây tin tức khiến thời không vũ trụ các phương ở Hy Nguyên Văn Minh đều chấn động. Làm sao nàng lại không nghe đến nhân vật cùng một thời đại với tổ sư của Ngự Tiên Cung được, hóa ra chính là ông lão trước mặt này. Hơn nữa Vừa rồi nàng rõ ràng đã nghe thấy lão cung kính gọi cố trường ca là chủ nhân. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2966 Dẫn ngươi đi Trong đầu dịp tố y rất mờ mịt, tuy rằng nàng biết cố trường ca thần thông quảng đại, thâm sâu khó lường, lai lịch không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng chuyện này lại có thể xảy ra trước mắt mình, quả thực là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Cố Trường Ca không giải thích gì hết, tiếp tục chờ đợi ở nơi này một hồi lâu, sau đó một thân ảnh choàng hắc bào mới từ trong không gian xa xôi vội vã đi tới, chính là Bạch Cốt Tổ Vương. Đã để công tử chờ lâu. Bạch Cốt Tổ Vương chấp tay nói, sau đó liếc mắt nhìn cảnh Thiên Nguyên, trong lòng chấn động. Mới một khoảng thời gian không gặp mà bên cạnh Cố Trường Ca lại có thêm một tồn tại sâu không thể lường như vậy e rằng tổ đạo cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của ông lão trông có vẻ nho nhã già nua nhưng lại có chút quỷ dị này không sao việc làm thế nào rồi cố trường ca hơi gật đầu tùy ý hỏi các tộc của tiên linh văn minh đã nghe theo căn dặn của công tử đang đợi trong thương mang đám người hồn nguyên quân trọc phong tà cũng đã âm thầm tới hy nguyên văn minh trừ những việc này ra trong số những văn minh mà phạt Thiên Minh thu phục được thời gian gần đây, cũng đã tập hợp được không ít lực lượng, có không ít đạo cảnh tồn tại. Bạch Cốt Tổ Vương cung kính bẩm báo những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Cố Trường Ca lắng nghe hắn nói, hơi hài lòng mà gật đầu, sau đó quấn ống tay áo lên và nói, "Đi thôi." Diệp Tố Y đã từng gặp Bạch Cốt Tổ Vương, trước kia khi còn ở Nam Hoang Cổ vực, chính là Bạch Cốt Tổ Vương đi theo bên cạnh Cố Trường Ca nhưng những cái tên và văn minh mà hắn vừa nhắc tới khi nãy là có ý gì nhỉ nàng có chút mê muội nhưng cũng hiểu đây không phải là chuyện mình nên hỏi một đường hầm thời không nối liền trời và đất vắt ngang qua đa phương vũ trụ trực tiếp rời khỏi địa giới này ngươi không tò mò ta muốn dẫn ngươi đi tới nơi nào ư cố trường ca cất bước đi vào trong đồng thời hỏi dịp tố y ở phía sau không biết ạ à. dịp tố y thật thà lắc đầu sau đó Hoang Mang hỏi, công tử cố ý dẫn theo ta ra ngoài sao? Nàng còn tưởng rằng Cố Trường Ca chỉ nhân tiện đưa nàng theo. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cố Trường Ca cười nhạt. Diệp Tố Y càng tò mò hơn, nơi mà hắn cố tình dẫn nàng theo sẽ là nơi nào nhỉ? Chẳng lẽ? Nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt trợn trừng. Núi non bát ngát tựa như những con rồng đang bay lên không trung vắt ngang mảnh địa giới này, xuyên qua vô số vũ trụ. Cái gọi là thần sơn của nhạc đều giống như đang trôi lơ lửng giữa hư không, bên dưới toàn là những biển mây vô ngần, khói sóng mênh mông, như đang ở trên cửu thiên vậy. Trong mỗi vùng núi non đều là cung điện lầu các được xây dựng rộng lớn huy hoàng. Mái ngói công vút, vân nha cao trác tựa như tiên cung thần điện, cung khuyết lan tràn đến tận nơi sâu thẳm của vòng trời, bị màn sương tím mù mịt bao phủ, bạch hạt vỗ cánh, thanh loan bay lên, các loại hồng hoang dị chủng, dị điểu có huyết mạch thần thoại đều qua lại trong đó. Nơi đây chính là địa bàn của mấy đại thế lực trí cường của Hy Nguyên Văn Minh, Tử Tiêu Sơn. Đương nhiên tất cả những cảnh tượng nhìn thấy đều chỉ là biểu tượng, Tử Tiêu Sơn thật sự nằm ở nơi sâu thẳm của mảnh diệu cảnh này, trú ngụ trong nội vũ trụ. Người ngoài không thể nhìn thấy được. Diệp Tố Y lại một lần nữa đến bên ngoài sơn môn của Tử Tiêu Sơn, nhìn cây cục sừng sững to lớn giống như nam thiên môn trong thần thoại vẻ mặt nàng vô cùng phức tạp mặc dù nàng không phải là bị đuổi đi nhưng tử tiêu sơn tuyệt đối là nơi mà nàng không muốn quay trở lại nhất khi xưa vì muốn cầu kiến phụ thân của nàng nàng bèn ở dưới địa giới ngoài sơn môn của tử tiêu sơn khổ sở chờ đợi mấy năm cuối cùng mới khiến đệ tử canh giữ cửa cảm động nhờ họ giúp nàng truyền tin bằng không đời này cho dù nàng có chết già ở ngoài tử tiêu sơn cũng tuyệt đối không thể gặp mặt phụ thân nàng một lần. Có điều cho đến ngày nay, lại một lần nữa đứng ngoài sơn môn của Tử Tiêu Sơn, cảm xúc của nàng lại vô cùng khác, vô cùng bình tĩnh. Nhất là Cố Trường Ca còn đang đứng bên cạnh nàng. Khí thế ngược lại so với sơn môn của Ngự Tiên cung quả thực là khoảng đạt hơn. Cố Trường Ca bắt tay sau lưng, liếc mắt nhìn tấm thạch bài bằng đồng thau tràn ngập hỗn độn khí, to lớn như một dãy núi không biết dùng tiên tài cỡ nào để đúc tạo nên rồi cất tiếng cười khẽ. Cảnh thiên nguyên và bạch cốt tổ vương đều cung kính đứng phía sau hắn, không lên tiếng. Đó là chuyện dĩ nhiên, tử tiêu sơn chính là một trong những thế lực cường đại nhất của hy nguyên văn minh hiện nay. Ngự tiên cung tuy rằng cũng cổ xưa như vậy nhưng so với tử tiêu sơn thì còn kém xa. Mà lúc này, nghe thấy lời nói giống như tán thưởng của cố trường ca, một sinh linh cổng theo mai rùa ở một bên không khỏi biểu môi nói, giống như đối với tử tiêu sơn có một loại khác khao điên cùng vậy. Chương 2967 Sở bạch hành động Ồ, hóa ra là như vậy sao? Khóe miệng của cố trường ca hiện lên một nụ cười đầy thâm ý, thực ra hắn muốn biết tại sao dịp tố y lại tu luyện giá y tiên quyết. Từ trong miệng nàng hắn biết được chuyện này có liên quan đến biểu tỷ kia của nàng. Nhưng vị biểu tỷ kia làm thế nào mà lại có được giá y tiên quyết? cố trường ca chỉ từng truyền giá y tiên quyết cho thiền hồng y mà thiền hồng y hiện nay vẫn đang ở trong tuế nguyệt trường hải của đạo xương chân giới mà nàng lại làm thế nào để lưu truyền giá y tiên quyết đến tử tiêu sơn thật sự có liên quan đến nàng sao hắn tới nơi này cũng là muốn xác định hai chuyện trước sơn môn của tử tiêu sơn mỗi ngày đều sẽ có vô số tu hành giả và sinh linh qua lại rất nhiều đều là muốn bái nhập vào đây hoặc là có thể được đệ tử của tử tiêu sơn nhìn trúng, thu làm kẻ theo đuôi hoặc nô bột gì đó. Những đệ tử canh cửa ở đây đã sớm thấy quen với chuyện này rồi. Cùng lúc đó, trong một mảnh địa giới khác, cũng đang xảy ra một chuyện lớn. Trong thời gian gần đây, rất nhiều chiến thuyền cổ, phá vực phi châu, khoa giới thần thoa từ bên ngoài hy nguyên văn minh tới. Muốn dán lâm xuống lãnh thổ của tiên sở hạo thổ trận giao chiến giữa yêu đình và tiên sở hạo thổ vẫn đang tiếp tục, không có dấu hiệu ngừng chiến. Nhưng sinh thần 130 kỷ nguyên của quốc chủ sở Cô Thành cũng đang đến gần, rất nhiều đạo thống thế lực trong thương mang giới sau khi nhận được lời mời đều lập tức chạy tới, trong đó có rất nhiều cường giả trí cường văn minh tới từ hút đáng chân giới, cổ tạng văn minh, thương âm chân giới, diễn dương chân giới. Cũng có rất nhiều tồn tại cổ xưa phiêu đảng du lịch trong thương mang. Mấy tháng nay, trong sở vương thành của tiên sở hạo thổ đều vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có các cường giả tới từ các nơi đến, xưng bạn gọi bè, tiếng người huyên náo ầm ĩ, ngoại trừ cổ tu tới từ thương mang giới ra, rất nhiều thế lực đạo thống của hy nguyên văn minh cũng cử các đại nhân vật đến để đích thân chúc thọ cho sở cô thành. Tiên sở hạo thổ rất coi trọng đại thọ lần này của sở cô thành, mở tiệc chiêu đại các phương, vạch ra một khu vực rộng lớn trong sở vương thành để làm nơi tiếp đại khách quý nhìn từ xa thần nhạc cổ sơn sừng sững hồ bạc sơn xuyên điểm tô từng giải ngân bột cuồn cuộn như sông ngân hà như trút xuống từ trên cửu thiên bắn ra hỗn độn khí chảy ra xung quanh yến hội còn chưa bắt đầu đã có các loại thiên địa dị bảo quý hiếm xuất hiện thần quang sung tuyết che lấp nhật nguyệt tất cả đều thể hiện lai lịch cổ xưa khách khứa lui tới đều bất phàm kỳ lân thú làm tọa kỵ lân giáp lành lạnh đầu và sừng cao chót vót thần huy lượng lờ giữa y bào rủ xuống trật tự thần liên mỗi cái giơ tay nhất chân đều tràn ngập khí tức đại đạo rất nhiều khách khứa trong đó thậm chí còn phải do đích thân sở cô thành tiếp đãi lần này đón đại nhân vật các thế lực từ khắp nơi đến đây quốc chủ vậy mà lại trao toàn quyền cho đám người bạch mi tinh quân trước đây những chuyện như vậy luôn giao cho phúc bá lão nhân gia xử lý cái chết của sở tiêu cũng không phải điều mà mọi người muốn nhìn thấy chẳng ai ngờ rằng yêu đình lại tàn nhẫn quả quyết đến thế mặc dù ngoài mặt quốc chủ không quở trách một ai nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được trong lòng của hắn thật ra rất bất mãn nếu không hắn đã không dần xa lánh lão nhân gia rồi với chúng ta mà nói phúc bá cẩn cẩn trọng trọng vì sở quốc tận chức tận trách nhiều năm như thế vất vả như thế không biết đã lập được không biết bao nhiêu công lao bao nhiêu hậu bối tướng lĩnh đều được ngài nhìn từ nhỏ đến trưởng thành kết quả quốc chủ lại vì một đứa con nối giỏi không ra làm sao mà lạnh lòng với ngài không biết hắn nghĩ thế nào nữa sở vương thành trong một tòa lầu cắt rộng lớn một vị lão giả lớn tuổi đứng ở cạnh cửa sổ hắn nhìn xuống đô thành phồn hoa uống hết chén rượu này đến chén rượu khác trên mặt tràn đầy vẻ u sầu và bất đắc dĩ những việc trong khoảng thời gian gần đây mà tâm phúc thân cận bên người đã nói ra cứ mãi quanh quẩn trong đầu lão giả, khiến hắn không nhịn được mà thở dài, khuôn mặt càng lộ vẻ tan thương, chán nản. Lão giả trước mắt chính là Phúc Bá, người lúc trước đi theo bên cạnh sở tiêu, suýt nữa đã bỏ mạng ở Nam Hoang cổ vực. Nếu không phải sau đó được cố trường ca phái người cứu, chắc hẳn hắn cũng đã bị đế không tìm thấy và giết chết. Chẳng qua, cũng chính bởi vì nguyên do đó mới khiến tình cảnh của hắn sau khi trở về tiên sở hạo thổ trở nên gian nan đủ đường thân là người bảo vệ bên cạnh sở tiêu mẫu thân của sở tiêu khi trước cũng đã dặn đi dặn lại bảo hắn đảm bảo sự an nguy của sở tiêu nhưng cuối cùng sở tiêu vẫn chết thảm ở nam hoang cổ vực duy chỉ có hắn là còn sống sót đương nhiên đó không phải do hắn muốn sống sót một mình khi đó hắn đã dốc hết sức mình nghĩ cách để kéo dài thời gian cho Sở Tiêu. Nhưng ai có thể ngờ được thực lực của Đế Khôn lại mạnh đến thế, hắn vốn không phải là đối thủ của Đế Khôn. Chương 2968. Sao có thể so được? Là lão nô vô dụng mới khiến con trai của quốc chủ chết thảm ở bên ngoài, sau này sống cô độc thân mình. Phúc Bá uống một ngụm rượu, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, vô cùng tự trách và ấy nấy. Sau khi trở về tiên sở Hạo thổ, mặc dù sở cô thành không nói ra bất cứ lời của trách nào với hắn. Nhưng hắn biết, chắc chắn trong lòng sở cô thành đã oán trách hắn không bảo vệ tốt con trai mình. Vốn rất nhiều việc của tiên sở hạo thổ, sở cô thành đều giao cho hắn đi làm, đồng thời còn hỏi ý kiến của hắn, nghiễm nhiên xem hắn là lão quản gia mà đối đãi. Nhưng từ sau chuyện đó, sở cô thành cũng dần xa cách hắn. Rất nhiều việc quan trọng đều giao toàn quyền cho người bên ngoài mặc dù hắn được thanh nhàn nhưng đã không còn thân phận địa vị của trước đây nữa tình cảnh vô cùng xấu hổ phúc bá người đừng nói như vậy mấy năm nay ở tiên sở hạo thổ bao nhiêu người tài tướng sĩ không phải đều do ngài chiếu cố mà trưởng thành hay sao đến cả ba vị thần tướng cũng đã từng nhận được sự quan tâm của người ta thấy quốc chủ cũng chỉ là nhất thời hành động cảm tính mà thôi sau này sẽ suy nghĩ rõ ràng lại thôi loại chuyện này sao có thể trách người được chứ ở phía đối diện phúc bá sở bạch khẽ lắc đầu ngồi đối diện với phúc bá giúp rót đầy rượu trong chén khoảng thời gian này hắn vẫn luôn liên hệ qua lại với phúc bá trước đây hắn cũng từng nhận ân tình của vị lão giả này bây giờ lại vì chuyện của yêu đình hắn không thể không ở lại khổ tu bên trong sở vương thành hắn cũng dần quen thuộc với phúc bá người đang lâm vào cảnh thanh nhàn thỉnh thoảng sẽ uống rượu đánh cờ cùng nhau đối với chuyện mà phúc bá gặp phải trong lòng hắn biết rất rõ sau khi nhìn thấy rõ cách làm người của sở cô thành chỉ có thể nói hắn chẳng thấy ngạc nhiên chút nào loại chuyện qua cầu rút ván như thế này mặc dù cũng chẳng tốt lành gì nhưng chắc chắn sở cô thành có thể làm ra được đến cả một lão nhân vẫn luôn đi theo sở cô thành thế này mà sau khi không còn tác dụng nữa hắn cũng có thể dễ dàng xa cách chớ nói gì là những người khác. Bộ mặt thánh hiền biết quan tâm đến mọi người mà Sở Cô Thành vẫn luôn duy trì trước mặt người khác đã sụp đổ từ lâu rồi. Chuyện này là lão nô có lỗi với quốc chủ, không bảo vệ tốt cho con trai hắn. Hắn hoài nghi ta tham sống sợ chết, đến lúc Lâm Nguy bỏ chạy thoát thân bảo vệ mạng sống cũng là chuyện bình thường. Phúc Bá hơi thở dài, nói lòng không lạnh rõ là nói dối. Khi đó hắn vì bảo vệ con trai sở cô thành mà gần như đã liều mạng, không để lại cho mình bất cứ đường lui nào. Kết quả sau khi trở về tiên sở hạo thổ, điều hắn phải đối mặt lại là sự ngờ vực vô căn cứ và xa cách của sở cô thành. Thậm chí còn có không ít lời đồn đãi truyền ra, cố ý ám chỉ hắn liên hợp với người ngoài, lừa giết con trai sở cô thành. Nếu không vì sao cố trường ca không cứu sở tiêu, mà lại hết lần này đến lần khác muốn cứu hắn kia chứ mặc dù ta cũng biết thân là thần tử nói ra những lời này không đúng nhưng trong chuyện này quốc chủ thật sự đã làm sai người tốt xấu gì cũng là quản gia của tiên sở hạo thổ dù nói thế nào cũng lớn hơn thằng con phách lối ương ngạnh của hắn nào có cái lý làm lòng người nguội lạnh đi thiên vị một thằng con đã chết trong mắt sở bạch mang theo chút vẻ khác thường uống một hớp rượu dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói chuyện sở cô thành mưu đồ tính toán xạ nhật cung của hắn hắn vẫn còn ghi tạc trong lòng vẫn chưa tìm được cách tốt để trả thù y nhưng bây giờ lại để sở bạch nhìn thấy cơ hội ở tiên sở hạo thổ phúc bá cũng là một tồn tại đức cao vọng trọng đến cả nhân vật như bạch mi tinh quân luận về tư lịch còn kém xa phúc bá nếu thông qua phúc bá khiến thanh danh của sở cô thành bị hư tổn bộ mặt mà hắn luôn mang bị sụp đổ đâu còn là quân chủ thánh hiền chí thánh gì đó nữa tiên sở hạo thổ to lớn đến thế bây giờ lại chỉ dựa vào mỗi mình sở cô thành chống đỡ một khi hắn xảy ra chuyện tự nhiên tiên sở hạo thổ cũng sẽ sụp đổ theo tuy sở bạch có được chí bảo xạ nhật cung nhưng mãi luôn bị sở cô thành nhớ thương cả ngày khó mà an lòng tính cách hắn bảo thủ đối phương không để cho hắn thoải mái thì nhất định hắn cũng sẽ không để đối phương được tốt hơn dù chỉ là một chút hắn cũng sẽ nghĩ cách đáp trả ngươi nói năng cẩn thận dù gì ngươi cũng là người mang đại khí vận mà quốc chủ xem trọng lời nói như thế sao có thể nói lung tung được ngươi không sợ người khác nghe thấy tiền đồ sau này của ngươi phải làm sao bây giờ vẻ mặt phúc bá thay đổi vội vàng quát bảo sở bạch dừng lại sở bạch chỉ hừ một tiếng nghe thì cứ nghe thôi ta không quan tâm phúc bá làm người thế nào mọi người đều nhìn thấy cả dù lời này có chút mạo phạm quốc chủ, nhưng ta vẫn muốn nói. Có lẽ quốc chủ chỉ xem người là một lão nhân, tu vi thực lực không theo kịp đám người Bạch Mi tinh quân, nhưng tư lịch và nhân mạch của người tuyệt không phải thứ mà đám người Bạch Mi tinh quân có thể so được. Chương 2969. Ân cư động. Phúc Bá cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng ít nhiều có chỗ được an ủi. Mà những lời của Sở Bạch cũng thoáng làm lòng hắn dao động sở cô thành xa lánh hắn như thế hình như cũng vì cảm thấy hắn không còn tác dụng nữa nhưng những người mang đại khí vận đó đều do hắn giúp đỡ sở cô thành tìm về rất nhiều người trong số họ đều nhờ có hắn giúp đỡ tiếp cận trao ân tình đúng thời điểm thích hợp rồi lại giúp đỡ khiến họ thuận lợi trưởng thành chắc hẳn sở cô thành đều đã quên hết những chuyện này rồi mình mới là người đã nỗ lực cố gắng rất nhiều giúp hắn đặt vững nền móng cách của ngươi cũng không tệ ta đúng là không nhìn lầm ngươi. Sau khi Phúc Bá rời đi, giọng nói của khí linh xạ nhật cung vang lên trong đầu sở bạch, hình như có hơi tán thưởng hành động vừa rồi của hắn. Hiếm khi nghe được một câu khen ngợi từ trong miệng khí linh xạ nhật cung, lúc này sở bạch cũng không nhịn được mà nở nụ cười dẻo. Sở cô thành sẽ phải trả cái giá đắt vì hành vi của chính mình, mà bây giờ cũng chỉ mới là bắt đầu. Hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài lầu cát, đô thành vô cùng náo nhiệt tưởng tượng đến một ngày kia, cảnh tượng phồn hoa nơi này sẽ sụp đổ. Hắn vô thức sinh ra cảm giác khó nói nên lời. Cách lúc bắt đầu thọ yến vẫn còn vài ngày nữa, nhưng sở cô thành đã cô cùng bận rộn. Hắn vô cùng khách sáo với đám tân khách mới đến, trong đó còn có một vài lão quái vật, đều là hắn dựa vào danh hào của sư phụ Pháp Thánh mới mời được họ đến. Trước đây những lão quái vậy kia đều ẩn cư ở một nơi sâu bên trong thời không, lĩnh hội đại đạo, vốn chẳng màng thế sự. Hắn có thể mời những nhân vật này đến cũng có thể thấy hắn giao thiệp rộng ra sao, đủ để thể hiện rõ nội tình thâm hậu của tiên sở hạo thổ. Từng chiếc từng chiếc long xa phượng liễn bay vụt ngang trời, chở rất nhiều khách quý đang tiến về tiên sở hạo thổ, vượt qua cương vực các phương vũ trụ. Sở cô thành mặt trường bào hắc kim, khí độ uy nghiêm, đứng sừng sững nơi đó. Trên mặt hắn là dáng vẻ tươi cười, đích thân tiếp đãi những vị khách quý dẫn bọn họ nhìn ngắm bầu trời bất hủ hiện giờ của tiên sở hạo thổ. Đi bên cạnh những vị khách quý này còn có rất nhiều đại thần tiên sở hạo thổ, đương nhiên những dòng giỏi được sở cô thành khá xem trọng cũng đi theo ở xung quanh. Mặc dù đứa con nối giỏi hắn yêu thương nhất đã bị thất thái tử đế khôn của yêu đình giết chết nhưng cũng không có nghĩa sở cô thành không còn đứa con nối giỏi nào khác. Trừ những đứa con ruột ra còn có không ít cháu trai, tàng tôn, thiên phú đều không tầm thường không ít người trong số hậu bối được hắn xem trọng mỗi người đều là nhân trung long phượng nhất đại thiên kiêu vi danh hiển hách khắp tiên sở hạo thổ dù là những thế lực đạo thống bất hủ còn lại và thế hệ hạt giống khác cũng không thể nào sánh bằng sở cô thành cố tình vung đắp mối liên hệ với những lão quái vật và khách quý này mắt thấy bên cạnh bọn họ cũng có không ít đệ tử trẻ tuổi xuất chúng nên định để dòng dõi hậu bối của mình lộ diện xem liệu có cơ hội kết thông gia hay không Nói ra cũng thật xấu hổ, nếu không phải có Bạch Mi tiền bối đề cập đến, vãn bối cũng không biết là trong thương mang giới còn có một nơi gọi là Ân Khư động. Bây giờ nghĩ lại, một vùng đất siêu nhiên thần bí đến thế, làm sao chúng ta có thể tùy tiện tiếp xúc được. Giờ phút này, Tiên Huy lượng lờ quanh Phượng Liễn, sở cô thành đích thân làm bạn bên cạnh một bà lão mặc áo bào trắng, giọng điệu có vài phần cảm khái, vài phần tôn kính. Ở bên cạnh hắn, đến cả pháp thánh bình thường luôn xuất quỷ nhập thần cũng có mặt, cũng đang đích thân tiếp khách. Có thể thấy được thân phận của bà lão bạch bào này đáng sợ thế nào. Những khách quý còn lại cùng nhau tiến vào tiên sở hạo thổ, cũng có không ít người đang ngồi trên chiếc phượng liễn này. Đa phần những vị khách quý này đến từ hút đáng văn minh. Còn có một số ít khác đến từ mấy chí cường chân giới như diễn dương chân giới và thương âm chân giới nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến tên tuổi ân khư động. Đến cả sở cô thành còn phải tôn kính, thận trọng như thế, có thể suy đoán đại khái đôi chút về lai lịch của họ. Bạch mi sư đệ đã đích thân để đồ đệ đưa thư đến, há có lý lẽ sư tôn ngồi nhìn mặt kệ. Từ vạn cổ trước đây, ân khư động đã ẩn thế. Bất quá hỏi hết một lượt, đủ loại thương mang, lượng kiếp tới lui. Đại tế tiêu tồn, đều như mây khói trôi đi, như một cái chớp mắt. Chỉ có đại đạo vĩnh hằng đáng để chúng ta kính sợ. Thần sắc của bà lão bạch bào bình thản vô cùng, giọng điệu cũng vô cùng thản nhiên. Nhưng lời nói lại lộ rõ vẻ tan thương, cường thế, như thể tuy là lượng kiếp đại tế, nhưng trong mắt bọn họ cũng chỉ như mây khói, vốn không đáng để ý, thứ bọn họ quan tâm chỉ có đại đạo vĩnh hằng, chư thế luân hồi, tuế nguyệt tan thương, chỉ như một cái chớp mắt. Chương 2970 lai lịch của Bạch Mi. Vẻ mặt sở cô thành lập tức trở nên nghiêm lại, tự nhiên sinh ra vẻ kính sợ. Tồn tại có thực lực bậc này, mặc dù hắn đã từng được tiếp xúc rồi nhưng tuyệt đối không có được khí độ và tầm mắt như bà lão Bạch Bào này. Bạch Mi tiền bối mà hắn nhắc đến chính là Bạch Mi tinh quân của tiên sở hạo thổ, bình thường hắn luôn đối xử ngang bằng với Bạch Mi tinh quân, nhưng hôm nay lại thay đổi giọng điệu, lộ vẻ kính trọng hiếm thấy trước đây sở cô thành cũng không ngờ là lai lịch của bạch mi tinh quân lại kinh người đến thế dính líu đến một nơi tên là ân khư động trong thương mang giới mà bà lão trước mắt áo bào được theo lên nhật nguyệt tinh tú đồng tử độc một màu trắng thuần chính là người đến từ nơi đó được bạch mi tinh quân mời đến cũng chính là sư tỷ của tinh quân trước đây bạch mi tinh quân nhận ân tình của sở cô thành làm việc cho hắn hiệu mệnh vì hắn ở tiên sở hạo thổ thực lực của Bạch Mi Tinh Quân đã là tổ đạo cảnh từ sớm. Nhưng thực lực của bà lão Bạch Bào này còn trên cả Bạch Mi Tinh Quân, đến cả Bạch Mi Tinh Quân còn phải đối đãi rất tôn kính. Ân khư động phía sau bọn họ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, sở cô thành cũng khó mà phỏng đoán được, càng đừng nói đến vị sư tôn thần bí mà bọn họ nhắc đến, động chủ ân khư động. Tin anh sư tỷ có thể đến thật sự khiến sư đệ vô cùng vui mừng. Lúc trước, kể từ sau khi từ biệt đã mấy trăm kỷ nguyên trôi qua rồi. bây giờ thực lực sư tỷ càng sâu không lường được. bạch mi tinh quân mở miệng nói, hắn cũng ở trên chiếc phượng liễn này, ngồi ở ngay bên cạnh. hắn rất tôn kính vị sư tỷ tên tinh anh trước mắt, bởi vì thực lực của nàng đủ để đứng hàng đầu ở ân cư động. hắn cũng không ngờ là sau khi để đồ đệ của mình đưa phong thư kia đi, sư tôn của hắn lại phái tinh anh sư tỷ đến đây giúp hắn thật ra ân khư động cũng không hẳn là một thế lực mà đó chỉ là cái tên của một vùng đất nhưng hắn vẫn luôn quen miệng xưng mình là đệ tử của ân khư động còn về phần chủ nhân của ân khư động chính là sư tôn đã dạy dỗ hắn tu hành lai lịch vô cùng cổ lão vốn không thể nào ngược dòng thời gian tìm hiểu được đối với bạch mi tinh quân mà nói vị sư tôn thần bí của bọn họ rất có thể chính là nhân vật thuộc thời đại thần thoại khi thương mang giới mới sơ khai họ đã tự mình trải qua rất nhiều kỷ nguyên lượng kiếp, bất tử bất diệt. Thương mang mênh mông bao la, vô cùng vô tận, vô biên vô ngần, rất nhiều tu hành giả vẫn cho rằng Chí Cường Văn Minh mới là thế lực Văn Minh lâu đời cổ xưa nhất, nhưng thật ra cũng không hẳn là thế. Chỉ là Bạch Mi Tinh Quân biết một vài địa giới, Quỷ Dị Cấm Kỵ chi địa, thời gian tồn tại còn vượt qua lịch sử tồn tại của rất nhiều Chí Cường Văn Minh. Trên cơ bản là sánh ngang cả Tuế Nguyệt cổ sử ấn chứng chi pháp của ngươi trên người sở quốc chủ nhân hoàng chi tượng chính là mệnh số trời định đến cả sư tôn cũng thừa nhận đương nhiên không thể là giả được lần này trong mệnh số của ngươi đúng là sẽ xuất hiện một kiếp nhưng sư tôn đã tính giúp ngươi rồi chỉ là một phen sợ bóng sợ gió mà thôi trái lại sở quốc chủ còn có thể mượn cơ hội này mà vỗ cánh bay cao nhất phi trùng thiên tỷ lệ rất lớn là đắc chứng được nhân hoàng chính quả được vạn cổ khí vận gia thân Bà lão bạch bào tên là Tinh Anh, cặp mắt tựa như chỉ có mỗi trong trắng, liếc nhìn về phía Bạch Mi Tinh Quân. Sau đó ánh mắt lại hướng về phía Sở Cô Thành, bình thản nói, tựa như chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy mệnh số trong tương lai của hắn. Sở Cô Thành nghe thế, trên mặt cũng hiện ra mấy phần mừng rỡ, phấn khích. Hắn đã sớm nghe sư tôn pháp thánh của mình nói rằng con đường mà hắn đi chính là con đường thuận theo nhân hoàng chi pháp xưa nay tương lai có khả năng rất lớn được đắc chứng nhân hoàng đạo quả hiện giờ bà lão bạch bào thần bí này còn nói như thế vậy đủ để chứng minh mệnh số của hắn vẫn ổn kiếp nạn mà tiên sở hạo thổ tao ngộ lần này có khả năng rất lớn vẫn giống như những phiền toái mà trước đây hắn gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở hắn tao ngộ cuối cùng vẫn có thể an ổn hóa giải mà sau khi hắn trải qua khó khăn tu vi chắc chắn càng tăng lên tầm cao mới đến cả sư tỷ cũng nói như thế vậy sư đệ tự nhiên yên tâm rồi trên mặt bạch mi tinh quân cũng lộ ra nụ cười tảng đá trong lòng xem như đã rơi xuống hắn rời khỏi ân khư động đến chư thế gian này sau đó nhận ân tình của sở cô thành hiệu mệnh vì sở cô thành thật ra nguyên nhân rất lớn là vì sư tôn hắn đã an bài bảo hắn ấn chứng chi đạo nằm trên người sở cô thành bảo hắn cố gắng hết sức hỗ trợ sở cô thành để sở cô thành trở thành một đời nhân hoàng. Lần này hắn dự cảm được bản thân sắp có đại kiếp giáng xuống, hắn mới phân phó đồ đệ của mình đến ân khư động, thỉnh cầu sư tôn ra tay giúp đỡ. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2971 Yêu đình kém cỏi. Tân khách còn lại bên trên phượng liễn cũng đều hiểu rõ lời của bà lão bạch bào này có ý gì, trong lòng đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn về phía sở cô thành đều thoáng xuất hiện sự rung động khó trách rất nhiều người đều nói hắn chính là con cưng của trời trên người mang thiên mệnh có thể thành lập nên một phương tiên sở hạo thổ trong khoảng thời gian ngắn nhất cử trở thành bá chủ của hy nguyên văn minh có thể sánh với các thế lực đạo thống bất hủ khác là do hắn có nhân hoàng chi tượng tương lai có vạn cổ khí vận gia thân thành tựu như thế đúng là không dám tưởng tượng một đám khách quý nhau nhau mở miệng chúc mừng lần này đến tiên sở hạo thổ chúc thọ mặc dù yến hội còn chưa bắt đầu nhưng đã được thấy khí tượng bất hủ của tiên sở hạo thổ khiến bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ bên ngoài luôn có lời đồn đãi nói rằng tiên sở hạo thổ sắp tao ngộ một phen hạo kiếp khủng khiếp đến cả rất nhiều thế lực đạo thống ở hy nguyên văn minh cũng tránh như tránh tà nhanh chóng phủi sạch quan hệ thọ thần lần này sở cô thành mở tiệc chiêu đãi các phương cũng có ý thể hiện nắm đấm của mình với các phương cũng là hành động bức bách thế lực các nơi ở hy nguyên văn minh tỏ thái độ bây giờ nhìn lại khí vận tiên sở hạo thổ tràn trề nội tình thâm hậu chỉ sợ không cần thế lực khác tương trợ cũng có thể tùy tiện ứng đối kiếp nạn lần này vả lại một khi tiên sở hạo thổ vượt qua được kiếp nạn lần này thực lực tổng hợp tất sẽ nâng cao một bước tương lai không chừng sẽ thật sự trở thành bá chủ tuyệt đối ở hy nguyên văn minh nhất thống hy nguyên văn minh. Cách nghĩ như thế hiện lên trong đầu một đám khách quý, đến cả vị kim lão bối phận cổ lão, đến từ hút đáng văn minh cũng nảy ra tâm tư khác. Sau đó, sở cô thành tiếp tục dẫn theo đông đảo khách quý ngao du quanh đó, nhìn ngắm thịnh cảnh của tiên sở hạo thổ. Đương nhiên, hắn cũng không quên để dòng giỏi hậu bối của mình chủ động ra mặt, kết giao với các đệ tử cùng thế hệ đi theo bên cạnh đám khách quý hắn cố ý lôi kéo càng nhiều minh hữu hơn nữa, chuẩn bị vẹn toàn để vượt qua kiếp nạn lần này. Cả vùng tiên sở hạo thổ náo nhiệt, còn ở trong yêu đình xa xôi cách đó ức vạn dặm, tình cảnh lại hoàn toàn tương phản. Sâu bên trong ngu uyên, trời đất lờ mờ, không nhìn thấy nổi ánh sáng, hắc ám đạo kim từ thuở cổ lão phủ xuống vương tọa. Yêu tổ đế hoàng ngồi ngay ngắn trên đó, sắc mặt không vui. Nhiều tên yêu tướng yêu tộc quỳ phục ở trước mặt hắn, nghiêm giọng bẩm báo tình hình giao chiến khoảng thời gian gần đây giữa yêu đình và tiên sở hạo thổ. Tên sở cô thành này đúng là không xem yêu đình chúng ta ra gì. Nên ngang lôi kéo các thế lực yêu tộc còn lại ở vô tận yêu vực không nói, còn dám tính kế yêu đình ta như thế. Đế hoàng siết chặt ly ngọc trong tay, giọng nói đầy vẻ tức giận. Bên ngoài ngu uyên lập tức có đại đạo phong bạo khủng khiếp bùng lên, toàn bộ vũ trụ đều như bị cuồng phong thổi bay, vô số tinh trần lần lượt run rẩy như muốn rơi rụng. Dị tượng kinh khủng khiến tất cả con dân yêu tộc đều run rẩy sợ hãi, khó mà yên lòng. Yêu tổ bất giận. Bên trong đại điện, sắc mặt tất cả đại thần yêu đình đều trở nên sợ hãi. Tim đập nhanh bất an. Một đám dòng giỏi yêu tổ đế cũng khoanh tay đứng ở bên, không nói một lời. Yêu đình và tiên sở hạo thổ vẫn còn đang giao chiến, nhưng bây giờ tình hình của yêu đình mà nói không được cho là tốt đẹp gì đại quân liên tục bại lui bị tiên sở hạo thổ liên tục đánh tan bây giờ cũng chính là lúc sắp đến ngày thọ thần của sở cô thành đế hoàng cố ý định ra oai phủ đầu để hắn mất mặt mũi trước đám khách quý đích thân thổi tụ yêu loa triệu tập vô số đại quân tiến thẳng về phía cương vực tiên sở hạo thổ nhưng không ngờ rằng lại bị sở cô thành dự liệu trước từ sớm gặp phải mưu kế mà sở cô thành đã bày ra sẵn đại quân ức vạn quân của yêu đình bị hà đồ ngũ hành cổ trận mà sở cô thành ban cho thuộc hạ vây khốn chỉ thời gian ngắn ngủi mấy ngày đại quân đã hôi phi yên diệt trong số đó còn có mấy vị tướng tài đắc lực mà yêu tổ xem trọng nhưng cũng đã bị mấy vị thần tướng của tiên sở hạo thổ liên thủ cùng nhau tiêu diệt vẫn lạc ngay tại chỗ việc này đã gây nên sóng to gió lớn ở yêu đình tất cả yêu tộc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Đế hoàng càng giận không khống chế nổi, thậm chí muốn tự mình hiện thân đến vùng biên cảnh, giết đến trời long đất lở. Nhưng sau đó, hắn vẫn cố nén cơn giận xuống, bây giờ Yêu Đình cần hắn tỏa trấn. Mà hắn một khi tiến về tiên sở Hạo thổ, chỉ e sinh tử khó liệu. Bây giờ tiên sở Hạo thổ cao thủ nhiều như mây, không nói đến mấy tồn tại tổ đạo cảnh trong tiên sở Hạo thổ. Chỉ đám khách quý đến dự tiệc trong khoảng thời gian này thôi đã không thể xem thường. Chương 2972 Ban tụ yêu loa cho ngươi. Liên tiếp bị chịu thiệt trong tay sở cô thành. Điều này đối với yêu tổ mà nói không khác gì sỉ nhục. Hắn là tồn tại cổ lão đến nhường nào, vào lúc hắn trưởng quản yêu đình, vạn yêu triều bái, sở cô thành còn chưa ra đời. Chỉ có một hậu bối như thế mà lại khiến hắn không thể làm được gì. Phụ thân, nhi thần nguyện ý đích thân xuất lĩnh ức vạn đại quân yêu tộc, đông chinh tiến về tiên sở Hạo thổ, xã cơn giận này cho phụ thân. Lúc này, một thân ảnh khoác đại kình ám kim sắc bỗng nhiên bật dậy, giọng nói vang vọng, ánh mắt uy nghiêm u tối. Bên trong đại điện Yêu Đình vốn tĩnh lặng, một đám đại thần yêu tộc đều bất chợt chấn động nhìn sang. Ánh mắt của các thái tử Yêu Đình còn lại đều trở nên chấn động, ngạc nhiên vô cùng. Tình thế trước mắt ai cũng không tình nguyện mạo hiểm như thế đến cả bản thân yêu tổ cũng vô cùng thận trọng bọn họ đều rất tiếc mạng không muốn mất mạng vì chuyện này thể diện có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của bản thân lại là thằng nhóc con đế khôn này trước đó đã đạt được danh tiếng lúc này vẫn không quên lấy lòng phụ thân hừ nhưng ngươi thật sự cho rằng tiên sở hạo thổ đơn giản thế sao yêu đình đã sớm không phải bá chủ thống ngự thiên hạ vạn yêu nữa rồi yêu đế hiện giờ của yêu đình cũng chính là con trai trưởng của yêu tổ ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng đứng yên tại chỗ bất quá khi hỏi đến việc này lại tỏ vẻ không liên quan nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn được mà nhìn về phía đế khôn đã mở miệng nói chuyện trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo trong lòng thầm nghĩ mấy vị thái tử yêu đình còn lại ánh mắt cũng trở nên lập lòe mỗi người mỗi suy nghĩ hướng mắt nhìn sang. Được, không hổ là đế khôn con ta, ngươi không để vi phụ thất vọng. Nếu lần này ngươi có thể giống như lần trước, xả cân giận cho vi phụ, vị trí yêu đế của yêu đình, để cho ngươi thì có làm sao? Chỉ là lần này tiên sở hạo thổ chiếm lợi, yêu đình ta đã tổn thất nặng nề, việc đông chinh chỉ sợ không dễ. Ngươi có thể nghĩ lại. Trong ánh mắt yêu tổ cũng hiện lên thâm ý, nhìn về phía đế khôn đang đứng ra ống tay áo rộng vung lên nói thẳng dường như không hề bất ngờ với việc đế khôn sẽ đứng ra nhận mệnh hắn đã sớm biết tham vọng của đế khôn khoảng thời gian gần đây cũng đang xem xét thủ đoạn và tâm tính của đế khôn phát hiện ra trước đây mình đúng là đánh giá thấp và quá xem thường thất nhi tử này lúc này đây đế khôn trực tiếp bước ra chờ lệnh cũng đúng thật đã không khiến hắn thất vọng trái lại là đám dòng dõi còn lại của hắn giờ phút này đều giống như con rùa đen ruột cổ tầm mắt hạ thấp dáng vẻ như không liên quan đến bọn họ điều này càng khiến trong lòng yêu tổ vô cùng tức giận và thất vọng trong ánh mắt đế khôn lóe lên giả tâm hừng hực hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này hắn không chút do dự nói mong phụ thân yên tâm như thần tất sẽ không để phụ thân thất vọng tiên sở hạo thổ nhìn như đã nắm chắc thắng lợi trong tay chiếu theo thiên mệnh nhưng thật ra không phải cái gọi là người đắc đạo đa trợ kẻ thất đạo quả trợ kẻ được thế thì được mọi người săn đón giúp đỡ kẻ thất thế thì bị mọi người xa lánh cô lập mặc dù nhi thần hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn hắn nhưng lại có cách đối phó được với bọn hắn đế không nói năng vô cùng tự tin thần sắc bình tĩnh thông dong dường như có được lực lượng vô cùng to lớn một đám đại thần yêu đình bên trong đại điện đều kinh hãi trong lòng không biết thất thái tử này dựa vào năng lực cỡ nào mà có can đảm nói ra những lời này bây giờ rất nhiều thế lực đạo thống hy nguyên văn minh không hề xem trọng yêu đình bao gồm cả các tộc quần cổ lão cùng là yêu tộc cũng có ý xa lánh yêu đình nghiêng về tiên sở hạo tổ sau khi nhận được lời mời của tiên sở hạo tổ một vài thế lực yêu tộc bên trong vô tận yêu vực đã điều động đại nhân vật đến đó tặng lễ chúc mừng trong tình huống như thế này đế không đứng ra nhận lệnh còn nói năng vô cùng hùng hồn thật sự khiến đám người này nghĩ không ra trừ phi hắn thật sự có cách khác hay là sau lưng có cao nhân tương trợ được nếu không nhi đã nói như thế tất nhiên vi phụ tin tưởng từ hôm nay trở đi vi phụ liền ban tụ yêu loa cho ngươi cảnh nội yêu đình nhìn thấy tụ yêu loa như nhìn thấy bản tổ mắt yêu tổ đế hoàng sáng lên Thâm ý lướt qua, sau đó vung tay lên, yêu khí mịt mờ lượn lờ quanh tụ yêu loa, trực tiếp bay xuống trước mặt Đế Khôn. Hắn biết trên người Đế Khôn có bí mật. Lúc đó làm sao biết được vị trí của đứa con nối dõi của Sở Cô Thành, rồi lại làm sao giết chết được y, hắn vẫn chưa từng hỏi đến. Kiểu nói này hiện giờ của Đế Khôn trái lại khiến yêu tổ đế hoàng nghĩ đến một vài chuyện khác, có lẽ cuộc đại chiến giữa Yêu Đình và Tiên Sở Hạo thổ còn có cơ hội chương 2973. Vẫn là một con dao sắc bén. Đa tạ phụ thân, tất nhiên nhi thần sẽ không cô phụ sự xem trọng của phụ thân. Đế Khôn lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng chắp tay nhận lấy tụ yêu loa. Thật sự hắn không ngờ là yêu tổ lại trực tiếp ban tụ yêu loa cho hắn. Sự xem trọng lớn đến thế này, đến cả đại huynh của hắn, Yêu đế hiện tại của Yêu đình cũng không có. Một đám đại thần, yêu tướng yêu quân yêu tộc cùng với mấy vị thái tử trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là mấy vị thái tử, càng trở nên ghen ghét khó khống chế. Tụ yêu loa chính là vật tượng trưng cho thân phận yêu tổ, dùng để thống ngự triệu tập quần yêu trong thiên hạ, nhưng bây giờ vậy mà lại ban cho đế khôn. Bọn họ thật sự khó mà chấp nhận nổi, đế khôn có tài có đức gì chứ, vì không sợ chết à. Đế khôn quét mắt nhìn đám người trong đại điện, khóe miệng vương ý cười lạnh lẽo. Tất nhiên hắn biết tâm tư của đám người này, nhưng hắn vốn không để tâm đến. Sau đó, hắn chấp tay với yêu tổ, sau khi thưa rằng muốn đến biên cảnh tiền tuyến trước thì lập tức xoay người nhanh chân rời khỏi cung điện. Hóa thành một con đại nhật chân hỏa kim ô, chỉ chốc lát sau đã bay ra khỏi ngu uyên. Đế khôn đã dám nói ra những lời như thế trước mặt tất cả mọi người, đương nhiên do hắn đã nắm chắc. Hắn hoàn toàn chưa quên đi lúc ở huyết sắc cao nguyên, nghe thấy giọng nói thần bí kia giọng nói kia đã nói sẽ giúp hắn trở thành yêu đế sau đó còn thông báo cho hắn biết chỗ của sở tiêu đối với đế khôn người sau lưng giọng nói kia dĩ nhiên là kẻ không gì không thể làm được chân chính mà kẻ đó đã chọn giúp đỡ để hắn trở thành quân cờ trong tay kẻ đó đi giết chết sở tiêu tất nhiên có mưu đồ và mục đích riêng đế khôn cũng không phải kẻ ngốc hắn biết người phía sau giọng nói đó trên bản chất đang mượn tay hắn châm ngòi đại chiến giữa yêu đình và tiên sở hạo thổ thật ra hắn chính là con cờ không đúng toàn bộ yêu đình là quân cờ mới đúng đối phương ẩn sâu trong bóng tối không hiện thân khiến thế cục của toàn bộ hy nguyên văn minh lâm vào kết cục kinh thế đế khôn cũng không ghét loại tính kế mưu đồ thế này bởi vì đối phương rõ ràng là dương mưu rành rành hắn muốn trở thành chủ nhân yêu đình muốn kiểm soát yêu đình dựa vào thủ đoạn của bản thân thì tuyệt đối không thể nào làm được nên nhất định cần đến sự trợ giúp của đối phương đây là một cuộc trao đổi ngang bằng rất thẳng thắn lựa chọn của ta có lỗi gì chứ chỉ tiếc tiên sở hạo thổ còn chưa biết mình đang phải đối mặt với một kẻ địch khủng bố đáng sợ cỡ nào bên khóe miệng đế không hiện lên nụ cười lãnh đạm trong lòng tràn đầy lòng tin sau đó hắn rời khỏi ngô uyên liền đi thẳng về hướng biên cảnh giao chiến hiện giờ giữa yêu đình và tiên sở hạo thổ đích thân dẫn binh xuất kích thật ra đế không không biết phải làm sao để liên hệ được với người kia nhưng khi đó người kia đã nói hắn sống trong lòng chư thế vạn linh chỉ cần có dục vọng thì hắn liền có thể cảm nhận được suy nghĩ nên đế không biết đối phương nhất định sẽ còn đến tìm hắn hắn chỉ cần ở đây chờ đợi vũ trụ mênh mông rộng lớn vô biên trong hy nguyên văn minh đại thế giới và thời không càng như hằng hà lưu sa nhiều vô số kể bên ngoài sơn môn tử tiêu sơn cố trường ca đang chắp tay sau lưng mắt nhìn cảnh núi non trước mắt giờ phút này dường như cảm nhận được gì đó ánh mắt của hắn xuất hiện chút biến hóa sau đó nở nụ cười nhạt trái lại hắn đúng là một tên thức thời thông minh xem ra chuyện bên phía hắn đã ổn thỏa khi trước cố trường ca đã cố ý gieo xuống hạt giống giả tâm trong lòng thất thái tử đế khôn. Bây giờ hạt giống kia đã phá đất nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, trở thành cây đại thụ che trời. Cuộc chiến giữa yêu đình và tiên sở hạo thổ vốn dĩ bị hắn ở phía sau nhúng tay thúc đẩy. Bao gồm cả việc xạ nhật cung xuất hiện, cửu thái tử yêu đình đế mai bỏ mình, rồi lại đến việc đứa con trai nối giỏi của sở cô thành, sở tiêu bị đế không giết chết sau đó đều là mưu kế của hắn. Ý định ban đầu của hắn là để yêu đình và tiên sở hạo thổ chém giết nhau, nghiệp lực vô biên sẽ xuất hiện, hóa thành nghiệp hỏa, thiêu đốt khí vận của tiên sở hạo thổ. Đồng thời, cũng có thể khiến thế cục hy nguyên văn minh càng thêm hỗn loạn, để các phương bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, đề phòng nhau, hắn ở trong tối mới có thể ngồi yên ngư ông đắc lợi. Chỉ là cố trường ca vẫn còn xem trọng năng lực của yêu đình, đến cả việc khiến tiên sở hạo thổ đổ máu cũng chẳng làm nổi nhưng bây giờ, đế khôn đã một lòng muốn tương trợ cho hắn, cam tâm trở thành quân cờ, dù cố trường ca có ý khác. Mặc dù yêu đình đã suy thoái, nhưng nếu biết dùng thì cũng là một lưỡi đau sắc bén. Chương 2974 Có người nhận ra Sắc mặt Diệp Tố Y xuất hiện vẻ nghi hoặc, không biết vì sao cố trường ca lại bật cười, cũng không biết lời này của hắn có ý gì. Bên dưới, sinh linh có mai rùa kia còn đang thao thao bất tuyệt về lịch sử lâu đời cổ lão của tử tiêu sơn dáng vẻ vô cùng mê mẩn mơ ước rất nhiều tu hành giả và sinh linh đều tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ với nó né tránh từ xa bởi vì lão quy này đã lang thang bên ngoài sơn môn tử tiêu sơn rất nhiều năm rồi vẫn luôn muốn được đệ tử tử tiêu sơn nhìn chúng không nói đến thu nhận làm tùy tùng lão nô gì đó dù chỉ dùng làm tọa kỵ thôi cũng không tệ chỉ tiếc rằng nhiều năm như thế rồi vốn chẳng ai thèm để ý đến nó thiên phú thì không có thực lực cũng không coi như có làm tọa kỵ cưỡi ra ngoài cũng ngại mất mặt mà bình thường chuyện lão quy này thích làm nhất cũng chính là nói khoác phóng đại tử tiêu sơn cổ lão cường đại ra sao với những tu hành giả và sinh linh khác nó muốn thông qua việc này khiến đệ tử tử tiêu sơn chú ý đến sau đó thu nhận nó các ngươi mới đến tử tiêu sơn nhỉ ta nói các ngươi biết tử tiêu sơn cũng không phải dễ bước vào thế đâu xem như các ngươi có thiên phú không tồi dung mạo không tầm thường đi nữa nhưng ở tử tiêu sơn trong mắt đám đệ tử thiên kiêu kia đến cả tư cách làm nô bột cũng chẳng đủ nhưng vận khí của các ngươi không tệ vừa đúng lúc mỗi năm một lần đệ tử trong tử tiêu sơn chọn tùy tùng và nô bột vào mỗi trưa mấy ngày nay đều có vài đệ tử rời khỏi sơn môn chọn một vài tu hành giả có thiên phú không tầm thường đôi mắt ti hí cỡ bằng hạt đậu xanh của lão quy vừa liếc nhìn thấy cố trường ca rồi lại liếc nhìn dịp tố y ở bên cạnh hắn giọng điệu như người từng trải nói khoảng thời gian gần đây ngoài sơn môn tử tiêu sơn đều hội tụ rất nhiều tu hành giả và sinh linh trong số đó không thiếu tuấn kiệt trẻ tuổi đương nhiên cũng có một vài nhân vật thế hệ trước tuổi tác không nhỏ cũng vì mang lòng hâm mộ đã lâu đối với thánh địa đạo thống chí cường như tử tiêu sơn Vị huynh đệ này trông dáng vẻ thần nhã, phong thần như ngọc, quả đúng là mỹ nam tử khắp thế gian khó tìm thấy. Nghĩ lại thì cũng sẽ trở thành mặt hàng bán chạy trong mắt mấy nữ đệ tử kia. Lão Quy nhích lại gần thêm chút nữa, vừa cẩn thận đánh giá cố trường ca một đó, sau đó giọng điệu ghen tị nói, trước đây lão Quy cũng đã từng nghe nói, có mỹ nam tử dung nhan tuấn mỹ, hiếm người sánh bằng, tuy có thiên phú tu hành không được bao nhiêu, nhưng lại bị một đại nhân vật trong tử tiêu sơn xem trọng, thu làm vị hôn phu. Chớ nói bậy, công tử là ai, sao ngươi có thể phỏng đoán vọng luận lung tung? Lão quy nhà ngươi không có mắt nhìn như thế, khó trách không ai thèm thu nhận ngươi. Diệp Tố Y nghe Lão Quy nói xong liền biết người nó đang nói chính là vị phụ thân bạc tình bạc nghĩa của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện vẻ bực bội, lên tiếng quát nó ngừng nói mặc dù gương mặt nhỏ của nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khi răng dậy lão quy lại hiện vẻ uy nghiêm hiếm thấy nhất thời khiến vẻ mặt lão quy ngượng ngập không dám nói tiếp gì nữa cố trường ca hứng thú liếc mắt nhìn lão quy này một chút rồi không thèm để ý đến nó nữa trong tay hắn còn có tính vật mà ban đầu tử vân xuyên đưa cho lúc gặp nhau ở lâm thủy hiên nam hoang cổ vực định dùng tính vật này để tìm hắn nhưng xem ra hắn cũng không cần dùng đến món tính vật kia nữa ồ không phải tố y sư muội đấy sao tại sao ngươi lại ở đây bỗng nhiên một giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc vang lên truyền đến từ trong đám đông hỗn loạn ở nơi bên ngoài sơn môn tử tiêu sơn ở trên vách núi tràn ngập mây tía mấy bóng người trẻ tuổi đứng vây quanh một thân ảnh cao gầy đi về phía bên này người đi đầu là nữ tử khuôn mặt như tranh vẽ băng thanh ngọc cốt mái tóc dài màu bạc như ánh trăng sáng chảy xuôi theo làn da trắng nõn tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt. Dung mạo và khí chất vô cùng xuất chúng, rất khó soi ra được tì vết. Ở phía sau nàng, có nam lẫn nữ, tuổi tác nhìn không lớn lắm, đều rất trẻ trung, khí độ không tầm thường. Có huy quan lượng lờ. Tử nhan tiểu thư. Rất nhiều đệ tử phụ trách trong coi sơn môn tử tiêu sơn nhìn thấy bọn họ thì nhao nhao hành lễ, vô cùng cung kính tất cả tu hành giả và sinh linh có mặt bên ngoài sơn môn nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhao nhao nhìn về phía bên này vô cùng kinh ngạc vậy mà là tử nhan tiên tử của tử tiêu sơn nàng sao lại xuất hiện ở đây trừ phi định chọn lựa tùy tùng và nô bột tử nhan tiên tử là đệ tử hạch tâm của tử tiêu sơn thân phận lai lịch lớn đến kinh người không ngờ hôm nay lại có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy chân thân tử nhan tiên tử còn xinh đẹp hơn trong truyền thuyết nữa. Rất nhiều tu hành giả trẻ tuổi, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích và vui sướng. Nhưng cũng có rất nhiều người chú ý đến dịp tố y, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi lão quy ở đó nói chuyện, nên có không ít người chú ý đến cố trường ca, cảm thấy hắn khí độ thoát tục hơn người, rất dễ thấy, rõ ràng có lai lịch không tầm thường. Mà dịp tố y ở bên cạnh hắn mặc dù đã dùng mạng che mặt, nhưng từ bóng người mờ hồ đó cũng có thể suy đoán được dung mạo nhất định không tầm thường. Chương 2975 Tử Nhan Tiên Tử Diệp Tố Y không ngờ là lại có người nhận ra nàng ở trước sơn môn tử tiêu sơn. Nàng không khác gì một người vô hình trong tử tiêu sơn, ngoại trừ tử Vân Xuyên và tử Tố Tố ra thì trên cơ bản cũng không có ai nhận ra nàng. Tử Nhan Sư tỷ Chẳng qua nữ tử tóc bạc trước mặt lại tiến về phía nàng, Nàng thật sự đúng là có biết nàng ta, cũng từng gặp mặt mấy lần. Nữ tử tóc bạc đó tên là Tử Nhan, tổ phụ của nàng ta là một nhân vật có thực quyền trong Tử Tiêu Sơn, địa vị sánh ngang với mấy người sơn chủ. Tử Nhan và Tử Tố Tố vẫn luôn được ngoại giới xưng là Tịnh Đế song ba của Tử Tiêu Sơn, vì là hai vị tuyệt đại gia nhân hiếm thấy trên đời. Tử Nhan sư muội, xem ra ngươi biết vị cô nương này nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen đi theo sau lưng tử nhan để ý thấy ánh mắt của nàng ta cũng nhìn về phía dịp tố y ngạc nhiên nói nhưng cái tên này hình như có hơi quen tai chắc là đã nghe nói ở đâu đó rồi tử nhan tiến về phía dịp tố y đồng thời còn mỉm cười nói sư huynh từng nghe nói đến là đương nhiên rồi bởi vì tố y sư muội không phải là người ngoài cũng là đệ tử tử tiêu sơn chúng ta lão quy vừa rồi tự mình lắm chuyện giờ phút này cũng bị kinh ngạc đến mức cặp mắt như hạt đậu xanh đều trợn trừng khó mà tin nổi thiếu nữ bạch y nói chuyện với nó vậy mà cũng là đệ tử tử tiêu sơn vậy sao vừa rồi nàng cứ ở đứng ở bên ngoài mà không thấy đi vào không biết vị công tử này là tử nhan đi thẳng đến trước mặt dịp tố y mỉm cười với nàng lộ vẻ rất khách sáo sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cố trường ca ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ và kỳ lạ hỏi dò nghĩ lại thì hóa ra là vị sư muội kia nhưng tố tố sư muội không phải đã nói lúc đến nam hoang cổ vực vị tố y sư muội đây đã gặp nạn không rõ tung tích hay sao nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen vừa mở miệng thốt lên trên gương mặt lộ rõ ý vị sâu xa dịp tố y không biết sau khi tử tố tố quay về tử tiêu sơn sẽ giải thích thế nào về tung tích của mình vốn nàng cũng không định tiếp tục trở lại tử tiêu sơn nhưng bây giờ nàng đi theo bên cạnh cố trường ca lại lần nữa quay trở về đây sớm đã không còn sự sợ hãi và bất an như trước nữa có thể do tố tố đường tỷ tính sai rồi đấy tố y đâu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đi theo bên cạnh công tử rất an toàn cũng rất an tâm vẻ mặt nàng ta bình tĩnh không kiêu ngạo không tự ti nói ồ công tử nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen nhíu mày rồi lại nhìn về phía cố trường ca nói không biết vị công tử này là tại hạ họ cố tới đây để gặp một người bằng hữu nhân tiện bái phỏng sơn chủ hiện giờ của tử tiêu sơn một chút cố trường ca đánh mắt nhìn sang hai người tử nhan và nam tử trẻ tuổi áo bào đen sau đó mới không nhanh không chậm đáp lời không biết vị bằng hữu mà cố công tử muốn gặp là ai rồi vì sao lại muốn bái phỏng đương kim sơn chủ tử tiêu sơn tử nhan thầm kinh ngạc trong lòng nàng tu tinh thần thiên nhãn nên vừa rồi ngay khi nhìn thấy cố trường ca liền cảm thấy hắn không đơn giản nhưng khi nàng ta muốn tiếp tục thăm dò thì lại gặp phải cản trở tinh thần thiên nhãn suýt nữa tan vỡ vả lại hai vị lão giả luôn đi theo sau lưng cố trường ca mặc dù chưa từng lên tiếng nhưng lại rất khủng bố mang đến cho nàng ta một loại cảm giác như muốn ngừng thở không dám nhìn nhiều thêm nữa chỉ bằng vào hai điểm này thôi nàng ta cũng đủ kết luận rằng thân phận của cố trường ca không tầm thường. Đến cả dịp tổ y cũng gọi hắn là công tử. Trừ phi là. Bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt mỹ lệ của tử nhan co rụt lại, vẻ mặt vốn mang theo biểu cảm kinh ngạc lẫn kỳ quái cũng lập tức đổi thành tôn kính, còn mơ hồ có chút e ngại. Ta hiểu rồi, mời cố công tử tiến vào trong cùng ta nàng không để ý đến sự kinh ngạc và thần sắc khó hiểu của mấy tên đồng bạn đi cùng nữa vội vàng dẫn đường đi trước đưa cố trường ca vào tử tiêu sơn trái lại cố trường ca không ngờ thái độ của nàng ta lại chuyển biến nhanh như thế hắn còn đang định lấy ra tính vật của tử vân xuyên vậy cũng có thể tiết kiệm được chút phiền phức nhưng như thế cũng tốt hắn thích người thông minh nếu đám gia hỏa này không thức thời hắn cũng không để tâm việc khiến tử tiêu sơn mở mang tầm mắt ngoài sơn môn tử tiêu sơn. Tất cả tu hành giả và sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này đều gần như ngu người cả đám. Lão quy kia thì lại càng đờ người, cứng đờ như tượng bùn. Nam tử bạch y trẻ tuổi này vừa đến đã chỉ mặt gọi tên muốn gặp sơn chủ tử tiêu sơn, hết lần này đến lần khác tử nhan tiên tử còn tỏ vẻ tôn kính, đích thân đi trước dẫn đường. Nó còn nghi ngờ chắc mình bị hoa mắt rồi, vừa rồi chẳng phải nó đã gan to bằng trời, hoang ngôn vọng ngữ dẻo cực đối với nhân vật như thế sao? Nghĩ đến những việc này, lão quy tràn đầy sợ hãi. Cũng may vị công tử trẻ tuổi thần bí này không trách mắng nó tội mạo phạm. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2976 Là địch hay là bạn? Trước sơn môn tử tiêu sơn vừa rồi xảy ra chuyện thế kia khiến tất cả mọi người phải ngây người, trung động không thôi ai cũng không ngờ đến nam tử bạch y kia vậy mà lại có lai lịch lớn như thế. Hơn nữa, tuổi của hắn nhìn hình như không hề lớn chút nào, cũng không giống như thế hệ trẻ tuổi của thế lực đạo thống nào khác. Trẻ tuổi như thế, lại nhận được sự tôn kính của tử nhan tiên tử, còn chỉ mặc gọi tên muốn bái phỏng chủ nhân tử tiêu sơn. Tất cả tu hành giả và sinh linh đều cảm giác như đầu mình ong ong. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được hắn có lai lịch thân phận bậc nào liệu có liên quan đến chuyện kia ở nam hoang cổ vực hay không một vài tu hành giả thế hệ trước như nghĩ đến gì đó sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng thấp giọng nói một vài tu hành giả khác vừa nghe nói như thế cũng liên tưởng đến chuyện nọ thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng trừ phi thật sự là người trong lời đồn kẻ bước ra từ trong vùng đất cấm quỷ dị kia trong ánh mắt bọn họ tràn đầy rúng động và khó tin Tử Tiêu Sơn cũng không phải là một vùng núi, mà càng giống với diệu thổ thánh địa trôi nổi tại chư thế gian, dãy núi cung khuyết bị mây mù che phủ, mênh mông vô ngần, rất nhiều vĩ độ thời không tựa như bọc biển phân bố quanh mình trong vũ trụ, vần quanh ôm trọn vùng Tử Tiêu Sơn này. Tử Nhan khống chế thần hồng, dẫn đường ở phía trước, từng mảng từng mảng sông núi ao hồ nhanh chóng lướt qua. Trên đường đi ngang qua mấy đại trận truyền tống trận, vượt qua rất nhiều khu vực, mới xem như đến vùng đất trung tâm tử tiêu sơn nhưng nơi này vẫn chỉ có thể xem là vùng bên ngoài tử tiêu sơn chưa được tính là khu vực bên trong thật sự vị trí hạch tâm tử tiêu sơn chân chính tọa lạc ở bên trong giữa vũ trụ tu hành giả tầm thường xem như có tiến vào nơi này nếu không có người chỉ điểm cuối cùng cả đời sẽ bị nhốt chết ở bên ngoài đám đồng bạn trẻ tuổi đi theo bên người tử nhang cũng mang vẻ mặt rất ngưng trọng không dám tùy tiện như thời điểm trước đó ở tại sơn môn Nam tử trẻ tuổi áo bào đen tên là Tử Ô, thuộc thế hệ trẻ tuổi Tử Tiêu Sơn. Cũng được xem là thiên kiêu rất nổi danh, bậc cha chú nắm quyền lớn. Nhưng giờ phút này hắn cũng rất yên tĩnh trầm mặc, đi theo sau Tử Nhan, không nói một lời. Tử Nhan nhìn như dịu dàng hào phóng, thật ra lại rất khéo léo, tâm tư thông minh, một người như nàng ta, rất biết xem xét thời thế. Từ hành động và thay đổi vẻ mặt vừa rồi, tử ô cũng mơ hồ đoán được lai lịch thân phận của cố trường ca. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục dễ cực dịp tố y vài câu nữa, nhưng nàng đi theo bên cạnh cố trường ca, còn gọi là công tử. Tử ô đương nhiên không dám tiếp tục lỗ mãn nữa. Trong lòng hắn giờ phút này rất tò mò, nếu như cố trường ca thật sự là người kia trong lời đồn khoảng thời gian trước, vậy lần này hắn đến tử tiêu sơn để làm gì? Là địch hay là bạn? Cố công tử, ta đã đưa tin cáo tri các bậc trưởng bối trong tử tiêu sơn, bây giờ bọn họ đều đang đến nghị sự đại điện. Giọng nói tử nhan chậm rãi, rất ôn hòa, mang theo sự tôn kính, vung tay mở ra một cổ trận truyền tống, một thông đạo mờ mờ ảo ảo xuyên không gian hiện ra. Mở rộng kéo dài đến dưới chân. Cố trường ca hơi xoa cầm, đi theo bên cạnh nàng ta, tiến về phía đầu kia của thông đạo mơ hồ này, trên đường đi cũng không nói gì thêm. Diệp Tố Y đi theo bên cạnh hắn, cũng lộ vẻ im lặng. Về phần Cảnh Thiên Nguyên và Bạch Cốt Tổ Vương, lại càng không nói một lời nào, trên người tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, khiến người ta phải sợ hãi, run rẩy. Dọc đường có rất nhiều đệ tử Tử Tiêu Sơn nhìn thấy Tử Nhan, đều rất cung kính hành lễ, sau đó nhìn về phía Cố Trường Ca. Lộ vẻ mặt hiếu kỳ, suy đoán thân phận của hắn. Sau bên trong Tử Tiêu Sơn, sương khói bao phủ Đại đạo khí tức rất nồng đậm, tựa như diệu cảnh tiên thiên. Linh khí tiên thiên càng nồng đậm đến mức như hóa lỏng rơi xuống, trên đỉnh núi, linh khí chảy xuôi giữa vách núi, trở thành từng hồ nước linh khí nhỏ. Rất nhiều tồn tại khi nhận được tin tức Tử Nhan gửi đến đều bị kinh động, hiện thân từ khắp các nơi bế quan, rất nhiều động phủ được hỗn độn khí bao phủ lâu ngày còn có mấy thân ảnh vọt ra ngoài. Khí huyết đè ép cả một vùng vũ trụ, tinh thần lực mạnh mẽ bàn bạc Công tử trẻ tuổi họ Cố. Sơn chủ tử Tiêu Sơn mở mắt ra, đại đạo quy tắc tiêu tan. Trên đầu hắn đội tử kim quang, trên người khoác trường bào tinh đấu, thân hình cao lớn, đang ngồi xếp bằng giữa một mảnh hỗn độn hư vô. Ở xung quanh hắn, thời không mênh mông, quy tắc phun trào, thời không loạn lưu mãnh liệt đang xen, hỗn loạn, tựa như vương dương vô tận. Nhưng khi hắn đứng dậy thì nơi đây bình yên trở lại, sau đó hắn xoay người rời đi hắn cất bước, trong nháy mắt đã biến mất. Chương 2977 Ghen tị Đây là một vùng địa giới khác bên trong tử tiêu sơn, rất nhiều tồn tại cổ lão cũng đều nghe nói mà chạy đến, vô cùng xem trọng chuyện này. Bao gồm tử tố tố đang bế quan tìm tu ở trong một dãy sơn mạch khác cũng nhận được tin tức, nhìn hạ nhân cuống quyết đến bẩm báo việc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thần sắc trở nên âm tình bất định, Diệp Tố Y vậy mà lại trở về, còn đi theo bên người một nam tử trẻ tuổi tự xưng là họ cố nữa. Sắc mặt nàng trở nên khó coi, bàn tay siết chặt, bởi vì quá dùng sức mà xương tay trở nên trắng bệt. Không được, ta phải đích thân đến xem thử. Diệp Tố Y biết lai lịch của ta, nếu như chuyện này bị bại lộ, lão tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Sắc mặt tử tố tố có đôi phần sợ hãi, vội vàng đứng dậy rời khỏi động phủ, ra bên ngoài đồng thời, nàng điều động nha hoàng bên người đem chuyện này nói cho mẫu thân của nàng biết, để mẫu thân nghĩ cách giúp nàng, lo lắng Diệp Tố Y trở về tính sổ nàng. Bất kể thế nào, nàng và Diệp Tố Y là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Nể mặt vị phụ thân hèn nhát kia, nàng ta sẽ không thể nào bởi vì chuyện khi đó mà trả thù mình đâu nhỉ. Bởi vì có tin tức tử nhan truyền đến, toàn bộ cao tầng tử tiêu sơn giờ phút này đều đã bị kinh động, từng đạo thần hồng vượt qua khắp các địa giới, chạy về đại điện nghị sự của tử tiêu sơn. Rất nhiều trưởng lão bình thường cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, khuôn mặt lượng lờ sương mù hỗn độn, sải bước tiến đến, uy áp kinh người. Nếu vị kia thật sự là người đến từ vùng đất cấm quỷ gì đó, vậy hắn bỗng dưng đến tử tiêu sơn chúng ta bái phỏng có phải có thâm ý gì hay không? Trong lòng rất nhiều trưởng lão đều đang suy đoán, ánh mắt lập lòe, đủ loại ý nghĩ chẳng lẽ thật sự là cố huynh đến. Hắn nói đến gặp một vị bằng hữu, chẳng lẽ người hắn nói sẽ là ta ư? Trong một nơi tu hành nào đó, Tử Vân Xuyên đã kết thúc tu hành ngày hôm nay, trong đôi mắt hiện lên từng luồng từng luồng sương mù tím, sau đó tâm trạng bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, hắn cũng hay tin bên ngoài truyền tới, hắn cũng kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn trở nên vô cùng vui mừng, vội vàng rời khỏi nơi này, hóa thành thần hồng tiến về vốn ban đầu còn cho rằng sau khi từ biệt ở lâm thủy hiên kiếp này chắc sẽ không gặp mặt nữa hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ được hay tin hôm nay cố trường bỗng nhiên đến tử tiêu sơn đối với tử vân xuyên cố trường ca không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng của hắn thân phận của hai người có chênh lệch rất lớn nhưng cố trường ca vẫn xem hắn là bằng hữu đó chính là đã nhìn trúng hắn bên trong đại điện nghị sự của tử tiêu sơn cảnh tượng mờ mịt tựa như đang dấn thân vào trong một nơi nguyên thủy cổ lão trong vũ trụ. Trên đỉnh đầu có các vì sao lấp lánh, ánh trăng như nước chảy, nơi xa còn có vạn trượng ngân hà rủ xuống, chư thiên tinh trần đều tựa như đang hô hấp chập trùng. Tất cả cao tầng tử tiêu sơn trên cơ bản đều đã chạy đến nơi này, chia nhau đứng xung quanh, từng ánh mắt hướng đến, đánh giá đoàn người cố trường ca trước mắt. Tử tố tố đứng sau lưng tổ mẫu của mình. Đầu cúi xuống, tóc đen xỏa ra, đôi tay siết chặt, lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn vị công tử bạch y trẻ tuổi đứng giữa đại điện kia. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ của cố trường ca, trước đây cũng chỉ nghe nói đến việc xảy ra ở Lâm Thủy Hiên, chưa từng nhìn thấy người thật. Nam tử bạch y trẻ tuổi trước mắt, tiên tư thần cốt, ánh mắt ôn nhuận, tựa như người trong tranh, khiến thần sắc người ta phải hốt hoảng, trong phút chốc đã quên mất dịp tố y cũng đang cúi đầu, đứng ở sau lưng cố trường ca. Tử tố tố vội vàng lắc đầu, để bản thân lấy lại tinh thần, đột nhiên nàng ta có hơi ghen tị vận may của dịp tố y, sau lúc đó gặp mặt ở Lâm Thủy Hiên, nàng ta không gặp được một công tử hảo tâm như thế, còn để nàng đi theo bên người. Tại hạ là đương kim sơn chủ tử tiêu sơn, tử vạn hà, gặp qua vị cố công tử đây. Không biết cố công tử đến tử tiêu sơn bái phỏng là vì chuyện gì? Khuôn mặt sơn chủ tử tiêu sơn nhìn chỉ như 30 tuổi hơn, Vũ quan đoan chính, đôi mắt rất sâu. Hắn mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng quan sát cố trường ca. Nhưng khi hắn dời ánh mắt sang bạch cốt tổ vương và cảnh thiên nguyên thì con ngươi không nhịn được mà co rút. Các cao tầng còn lại của tử tiêu sơn, phản ứng cũng không khác gì hắn, bọn họ đều không xem được thực lực và lai lịch của cố trường ca, không thể nào thôi diễn và phỏng đoán được. Trái lại, khi bọn họ đánh giá hai lão giả như lão nô theo sau hắn thì cảm giác tim đập nhanh từng hồi, cảm giác sợ hãi sộc lên. Đến cả mấy nhân vật tổ đạo cảnh như hóa thạch sống không hiển lộ thân ảnh, vẫn luôn giấu mình trong tối cũng đều thay đổi sắc mặt, có loại cảm giác không rét mà run. Vị lão giả sắc mặt nho nhã kia thực lực hơn xa bọn họ, tuyệt không phải là tồn tại tổ đạo cảnh bình thường. Điều này cũng khiến đám người trong đại điện, trong lòng thầm rung động khó có thể yên lòng. Chương 2978 Tiền bối Nghe danh nội tình thực lực tử tiêu sơn có một không ai trong các phương thế lực đạo thống ở hy nguyên văn minh. Bây giờ được gặp một lần, trái lại đúng là danh bất hư truyền. Cố trường ca nở nụ cười nhạt. Không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây lần này. Khi mọi người dò xét hắn, hắn cũng đang quan sát xung quanh dù là mấy vị tổ đạo cảnh luôn âm thầm ẩn mình trong tối, không hiện thân cũng khó thoát khỏi tầm mắt hắn. Nội tình thực lực mặt ngoài, tử tiêu sơn đúng là mạnh hơn ngự tiên cung. Mấy năm nay tử tiêu sơn có uy thế có một không hai ở hy nguyên văn minh, cũng không phải giả. Đến cả sở cô thành trước khi lập nên tiên sở hạo thổ cũng đã từng bị sơn chủ tử tiêu sơn phục kích tính kế. Đến tận hôm nay mà sở cô thành còn không dám tính sổ, chỉ có thể nén cơn giận, ghi sổ. Nghe thấy lời này của cố trường ca, một đám cao tầng tử tiêu sơn có mặt ở đây, đều lộ ra ý cư, đồng thời trong lòng cũng hơi thở vào nhẹ nhõm. Nhìn như thế, thái độ của cố trường ca xem như khá ôn hòa, cũng không phải mang theo địch ý mà đến. Trước đó khi không biết rõ ý đồ đến đây của cố trường ca, tất cả mọi người đều mang lòng cảnh giác. Cố công tử quá khen rồi, đó chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, không nên cho là thật. Tử vạn hà nghe thế thì mỉm cười, nói, cố công tử lai lịch bí ẩn. Đến cả hai vị lão bột bên người cũng có thực lực thâm sâu khó lường như thế, đây mới khiến người ta phải kinh hãi cảm thán. Cố công tử có thể đến bái phỏng, quả thật khiến tử tiêu sơn chúng ta cảm thấy vinh hạnh. Lời hắn nói cũng là lời thật lòng, hai vị lão giả đi theo bên cạnh cố trường ca, hắn chỉ có thể thăm dò thực lực một trong hai người, cũng có thể xem là vượt qua 6 lần thiên suy kiếp, chưa bước vào tổ đạo cảnh. Nhưng còn người còn lại thì lại khiến hắn phải kinh sợ, trùng mình, tuyệt đối vượt qua cấp bậc tổ đạo cảnh bình thường. Có lẽ người này là tồn tại vượt qua 8 lần thiên suy kiếp, thậm chí là 9 lần. Tại Hy Nguyên Văn Minh hiện giờ, thật sự có nhân vật như thế sao? Tử Vạn Hà tự xưng là vô địch, tung hoành vạn cổ thời không, khó tìm được địch thủ có thể gọi là trí cường giả chân chính của hy nguyên văn minh. Nhân vật có thể so đấu, tranh phong với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì hắn là một tồn tại tổ đạo cảnh đã vượt qua 8 lần thiên suy kiếp. Lần thiên suy kiếp thứ 8 chính là con đường tiến đến ngưỡng cửa khủng bố bước vào cảnh giới siêu thoát. Dù là những kẻ thiên tư kiêu hành có thể xem là tồn tại yêu nghiệt biến số kia cũng có khả năng chỉ dừng bước trước 7 lần thiên suy kiếp. Mà theo như tử vạn hà biết, trừ yêu tổ đế hoàng của yêu đình, Phật chủ như lai Phật quốc ra thì hiện tại hy nguyên văn minh rất khó tìm ra được một tồn tại tổ đạo cảnh khác vượt qua được 8 lần thiên suy kiếp. Bao gồm cả quốc chủ tiên sở hạo thổ sở cô thành và sư tôn pháp thánh của hắn cũng đều dừng bước vào trước lần thiên suy kiếp thứ 8. Một khoảng thời gian trước, điện chủ giới sinh điện ở diễn dương chân giới, vào lúc độ thiên suy kiếp lần thứ 8, vết thương cũ bị phản vệ, vì đó đạo tiêu, hình thần câu diệt bình thường mà nói, rất nhiều đạo thống bất thủ trong chí cường văn minh, các đương kim lãnh tụ trên cơ bản đều là tổ đạo cảnh vượt qua 7 lần thiên suy kiếp. Chỉ có rất ít nhân vật như tử vạn hà mới có thể vượt qua được 8 lần thiên suy kiếp, xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều cao tầng tử tiêu sơn bên trong đại điện đều nghe ra được ý nghĩa khác trong lời nói của tử vạn hà. Xưa nay tử vạn hà là người bảo thủ cường hoành, cao ngạo tự kiêu, dù có là sở cô thành thành lập tiên sở hạo thổ hiện giờ hắn cũng chẳng thèm để vào mắt nhưng bây giờ hắn lại có thái độ ôn hòa nói năng như thế với một người trẻ tuổi như cố trường ca cố huynh tử vân xuyên đứng ở sau lưng trưởng bối của mình nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc vô cùng ồ chắc sơn chủ đã có điều hiểu lầm gì đó rồi cảnh lão không phải là lão bộc của tại hạ cố trường ca vẫn nở nụ cười nhạt như trước Tử vạn hà sững người, hắn vẫn chưa biết cảnh lão mà cố trường ca nói đến là ai. Tại hạ là cảnh thiên nguyên, gặp qua vị đạo huynh đây. Lúc này, cảnh thiên nguyên vẫn luôn đứng sau lưng cố trường ca, mãi không nói một lời bất chợt tiến lên, nhìn về phía tử vạn hà, chắp tay nói. Giọng điệu của hắn rất bình thản, mặc dù gọi tử vạn hà là đạo huynh nhưng lại giống như không đặt hắn ở cùng thế hệ mà đối đãi. Tư thái như thế, cũng rất tùy tiện qua loa. Hóa ra cảnh lão mà Cố công tử nhắc đến là vị tiền bối đây. Tử Vạn Hà cũng không dám có ý khinh thường gì với Cảnh Thiên Nguyên, giọng nói khi nói chuyện vẫn bình thản ung dung, cũng không có vẻ quá để tâm, chắp tay nói tiếp, không biết vị tiền bối đây có thân phận thế nào. Chương 2979. Hẳn là đã sớm có lời giải. Đám người bên trong đại điện nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy kinh ngạc không thôi sơn chủ vậy mà lại xưng hô tiền bối với người này. Hơn nữa, cố trường ca cũng vừa mới nói, người này không phải lão bột của hắn, vậy vị lão giả áo bào đen kia chắc cũng không phải. Thân phận gì cũng không quan trọng, bây giờ cũng chỉ là một người đi theo bên công tử, làm việc cho hắn mà thôi. Cảnh thiên nguyên bình tĩnh trả lời. Trong lòng tất cả mọi người thầm giật nảy mình, đến cả tồn tại có thực lực thâm bất khả trắc thế này mà cũng phải làm việc cho cố trường ca sao rốt cuộc hắn có lai lịch và thân phận ra sao. Ánh mắt tử vạn hà lập lòe, dường như đột nhiên nghĩ đến gì đó, chắp tay nói, không ngờ thực lực tiền bối đến thế mà còn làm việc cho người khác. Cảnh thiên nguyên liếc mắt nhìn hắn. Mặt không đổi sắc, nói, ồ, có gì không thể chứ. Công tử có ân với ta, ta làm việc cho công tử, hẳn là chuyện đương nhiên. Tử vạn hà hơi gật đầu, nói, thì ra là thế, nghĩ lại cố công tử có thể khiến tồn tại như tiền bối đây tinh phục như thế tất cũng là vì hữu duyên ánh mắt cảnh thiên nguyên nhìn thẳng vào hắn hỏi xem ra ngươi cũng biết thân phận của ta tiền bối họ cảnh khoảng thời gian gần đây cảnh tộc bỗng nhiên xuất thế ở thịnh dương cổ vực việc này gây huyên náo hy nguyên văn minh cả thế gian đều biết mặc dù vãn bối chưa từng phái người đi thăm dò thử nhưng cũng biết được một vài tin tức như thế xem ra chắc hẳn tiền bối là viễn tổ cảnh tộc rồi tử vạn hà chấp tay nói giọng điệu có vài phần tôn kính khách sáo lời hắn vừa nói ra khiến tất cả mọi người trong đại diện đều kinh ngạc đến ngay người bao gồm cả mấy vị tồn tại tổ đạo cảnh đang âm thầm quan sát bọn họ có cảm giác khó mà tin nổi vị lão giả nho nhã trước mắt vậy mà lại là viễn tổ cảnh tộc nhân vật cùng một thời với tổ sư ngự tiên cung đây chính là nhân vật bất diệt đúng nghĩa đấy dường như cảnh thiên nguyên khá bất ngờ sau đó nở nụ cười có lệ trái lại ngươi cũng khá thông minh đấy tử vạn hà cũng chỉ suy đoán mà thôi cũng không dám chắc chắn bây giờ đã được chứng thực trong lòng cũng rung động không thôi chúng ta gặp qua tiền bối lập tức một đám cao tần tử tiêu sơn trong đại điện nhao nhao mở miệng làm lễ thái độ kính trọng hơn so với trước đó đối mặt với một nhân vật bất hủ đã sống qua vô số tuế nguyệt quan sát vô số kỷ nguyên. Bọn họ tất nhiên không dám bất kính. Tử Tiêu Sơn bây giờ vẫn chưa có nhân vật có thể khiêu chiến với tồn tại thế này. Viễn tổ Tử Tiêu Sơn không biết đã biến mất trong kỷ nguyên thời đại nào, chôn vùi vào mảnh tuế nguyệt trường hà nào rồi. Lai lịch Tử Tiêu Sơn không thể nào tìm tòi nghiên cứu được nữa, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc là được sinh ra từ thời đại nào. Bởi vì vết tích tổ tiên của Tử Tiêu Sơn đã tiêu tan mơ hồ, Hậu nhân khó mà ngược dòng lịch sử tìm hiểu, nhưng đám người trong đại điện lại tin tưởng một cách vững chắc rằng tổ tiên Tử Tiêu Sơn tuyệt đối cũng là tồn tại quan sát chưa thế chìm chìm nổi nổi bao phen. Nếu hắn vẫn còn tại thế thì sẽ không thua gì viễn tổ cảnh tộc trước mắt. Tử Vạn Hà cũng rất thức thời, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, sau đó trực tiếp phái người sắp xếp yến hội. Nếu Cố Trường Ca đã không có ác ý, vậy hắn chắc chắn cũng không dám có tâm tư gì khác huống gì loại tồn tại như viễn tổ cảnh tộc còn đi theo bên người cố trường ca, hắn càng không dám có suy nghĩ gì khác. Trước đó hắn đã cho người đi tìm hiểu những gì liên quan đến chuyện xảy ra ở Lâm Thủy Hiên khi đó, tiếp đến cũng có gọi tử vân xuyên đến. Ra tay dò xét vết tích liên quan, nhưng đều không thu được gì, sau đó cũng dần từ bỏ. Khi Nguyên Văn Minh có không ít thế lực và tu hành giả đều đang suy đoán, cho rằng cố trường ca có liên quan tới vùng đất cấm quy dị kia bao gồm cả đám người tử vân xuyên mà cố trường ca từng tiếp xúc cũng cho là như thế nhưng loại chuyện thế này không ai nói rõ được cái gọi là vùng đất cấm quỷ dị đã từng có ai tiếp xúc kia chứ tu hành giả và sinh linh đi tìm nơi đó sau này cũng đều đã biến mất không còn bất kỳ người nào trở về không lâu sau lần đó khi nguyên văn minh đã gặp phải một đợt hạo kiếp tiên sở hạo thổ bị đẩy ra trước đứng mũi chịu sào chắc hẳn việc này sơn chủ đã sớm có lời giải trên bữa tiệc, cố trường ca và tử vạn hà ngồi cùng bàn, rất nhiều món ngon của lạ, bày biện trong bữa tiệc, hào quang lập loè, thần huy chiếu rọi, đại đạo phù văn lượng lờ, chỉ trái cây bình thường thôi đã có đường vân cấp bậc đại đạo đang xen Đến cả rượu đậm mùi cũng tựa như có thể chiếu rọi ra chư thế vũ trụ, ngàn vạn thời không. Đối mặt với việc đích thân thăm hỏi của tử vạn hà, cố trường ca mỉm cười, sau đó mới mở miệng nói. Chương 2980. Không có dễ dàng như vậy. Cố Trường Ca tùy ý vuốt chiếc ly ngọc trước mắt, cũng tựa như đang tùy ý nói đến một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đám cao tầng còn lại của Tử Tiêu Sơn ở cách đó không xa thì tất cả đã buông ly rượu, bát đổ trong tay xuống, tĩnh tâm lắng nghe. Bọn họ biết, đây nhất định mới chính là mục đích mà Cố Trường Ca đến Tử Tiêu Sơn lần này, hắn không thể nào vô duyên vô cớ bái phỏng cũng không thể nào là đến gặp lại bạn cũ gì đó đúng là ta có nghe nói nhưng không biết lời này của cố cô công tử có ý gì tử vạn hà đích thân rót đầy rượu trong ly cho cố trường ca ánh mắt hơi sáng lên nói mặc dù hắn không xem sở cô thành ra gì nhưng lại cố ý đối phó với sở cô thành không thể nào có chuyện bỏ mặt y tiếp tục lớn mạnh tương lai sẽ hóa thành mối họa lớn mối thù giữa hai người đã sớm không thể nào hóa giải nổi nữa rồi nếu không phải tử vạn hà cố kỵ uy thế và nhân mạch hiện giờ của tiên sở hạo thổ thì hắn đã sớm chọn động thủ. Phía sau cuộc giao chiến lần này của yêu đình và tiên sở hạo thổ thật ra cũng có bóng dáng của tử tiêu sơn, ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Tiên sở hạo thổ bị tiêu diệt, sở cô thành chết, đây chính là ý của ta. Cố trường ca nhẹ nhàng hấp một ngụm, giọng nói như nước chảy mây trôi. Con ngươi tử vạn hà co rụt lại, Đến cả hắn giờ phút này cũng bị những lời của Cố Trường Ca làm cho tim đập nhanh, run rẩy, khí tức khủng bố không hiểu sao đã bao phủ lấy hắn. Dường như chỉ sau một khắc nữa thôi tiên sở Hạo thổ sẽ bị tiêu diệt, hoàn toàn tan biến khỏi chư thế gian. Đột nhiên hắn có cảm giác mình hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng nào đó. Hắn vẫn luôn cho rằng thân phận của Cố Trường Ca rất kinh người, địa vị lớn đến đáng sợ. Nhưng hôm nay xem ra người trẻ tuổi này hình như còn khủng bố hơn viễn tổ cảnh tộc rất nhiều bên trong đại diện bầu không khí náo nhiệt vốn có lại bởi vì lời nói của cố trường ca mà bỗng nhiên trở nên im ắng một đám cao tần tử tiêu sơn đều biến sắc sắc mặt rất nhiều nữ tử nổi bật đang vừa múa vừa hát cũng chợt trở nên trắng bệch nhịp thở như ngừng lại vốn không nổi áp lực đáng sợ thế này tiên sở hạo thổ và tử tiêu sơn khó có thể dùng thù hận để hóa giải nếu tiên sở hạo thổ bị hủy diệt thì đối với tử tiêu sơn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt tử vạn hà cố nén nhịp tim đập nhanh mở miệng nở nụ cười hơi miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí yên lặng đối với tử vạn hà mà nói mặc dù tiên sở hạo thổ chưa được tính là kẻ thù cũ gì nhưng cũng là mối họa lớn trong lòng hắn nếu có cơ hội hắn chắc chắn muốn hủy diệt tiên sơ hạo thổ giết chết sở cô thành nhưng loại chuyện này nào có nhẹ nhàng như thế. Nếu mục đích Cố Trường Ca đến Tử Tiêu Sơn là việc này, có lẽ hắn thật sự cũng có thể suy nghĩ thử. Chẳng lẽ Cố công tử có ý đối phó với Tiên Sở Hạo thổ? Tử Vạn Hà suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng hỏi. Thần sắc một đám cao tầng Tử Tiêu Sơn bên trong đại điện đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì chuyện này có liên quan rất lớn. Nếu việc này bị truyền đi, rất có thể sẽ gây nên cuộc đại chiến giữa tiên sở hạo thổ và tử tiêu sơn. Dù sao việc này đã tương đương với âm mưu động thủ với tiên sở hạo thổ. Cũng không phải tử tiêu sơn kiên kỵ uy thế của tiên sở hạo thổ, mà là bây giờ thời cơ chưa phù hợp. Vả lại thọ thần của sở cô thành đang đến gần, hảo hữu tân khách từ khắp mọi nơi đều đổ về nơi đó chúc thọ. Tử tiêu sơn cần gì phải khiến lòng người tức giận kia chứ? tất cả mọi người đều vô thức cho rằng cố trường ca nói ra những lời này là bởi vì hắn cũng định ra tay với tiên sở hạo thổ nhưng việc động một tí là hủy diệt cả một phương đạo thống bất hủ như thế nào có thể dễ dàng được hết lần này đến lần khác khẩu khí hắn nói ra đúng là cường thế ung dung nhẹ nhàng cứ như bóp chết một con dung con dế trong chớp mắt vậy bầu không khí bên trong đại điện vẫn vô cùng ngưng trọng dù tử vạn hà đã mở miệng phá vỡ sự im lặng đám người vẫn cứ im lặng như trước. Tử tố tố đi theo bên cạnh trưởng bối, trong lòng cũng sinh ra cảm giác run sợ. Tiên sở hạo thổ có uy thế đủ để khiêu chiến với tử tiêu sơn mà trong miệng vị cố công tử thần bí này lại dường như trở thành thế lực nhỏ giữa thế tục. Hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nàng dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá Diệp Tố Y, thật sự không cam tâm. Từ nay về sau, cuối cùng nàng không còn cơ hội động thủ với Diệp Tố Y nữa rồi. Diệp Tố Y biết lai lịch của nàng, cũng sẽ mang lòng hận nàng, sớm muộn rồi sẽ nghĩ cách đối phó nàng thôi. Nhưng đến cả lão tổ tử Vạn Hà bây giờ có lẽ cũng không dám làm gì Diệp Tố Y, một đứa hậu bối dòng giỏi như nàng thì làm sao dám có suy nghĩ khác. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.